đó là một thanh niên đầu trọc bảnh trai. Thanh niên đầu trọc này chính là Lục Vân. Không đúng, phải nói thanh niên đầu trọc bảnh trai này chính là Lục Vân. Mấy ngày nay hắn nhất định phải ở lại Đan Dương Tông, bởi vì lúc trước trên người hắn bùng nổ ra khí tức tu ma giả, làm Lâm Thanh Đàn bị thương nhẹ. Lúc ấy Lâm Thanh Đàn đang lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế nên tất nhiên không thể chịu chút quấy nhiễu nào. Kết quả trong giai đoạn quan trọng nhất lại đột nhiên có một khí tức vô cùng kinh khủng hung ác mãnh liệt tràn đến, mặc dù lui đi cũng nhanh, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến Lâm Thanh Đàn. May mà cô bị thương không nặng cộng thêm Đan Dương Tông không bao giờ thiếu đan dược chữa thương nên rất nhanh Lâm Thanh Đàn đã khôi phục. Nhưng cô cần lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế lại lần nữa. Bởi vì lần đầu tiên bị đánh ngang nên lĩnh ngộ lần thứ hai càng gian nan. Trong lòng Lục Vân rất áy náy. Lúc ấy tâm tình của hắn bị linh hỏa ảnh hưởng, thực sự không khống chế nổi nên mới bắn ra một vài thứ không nên tung ra, kết quả lại làm Lâm Thanh Đàn chảy chút máu. Tính cách của Lâm Thanh Đàn dịu dàng, khi biết khí tức kinh khủng kia đến từ Lục Vân thì cô chẳng những không trách cứ mà trái lại còn quan tâm hỏi han hắn một hồi. Nhất là lúc nhìn thấy lông mày và tóc của Lục Vân biến mất thì cô càng đau lòng. Lục Vân không nhịn được cảm khái, người chị hai này của mình thật là hóa thân của thiên sứ nhân từ ở nhân gian, thực sự là quá dịu dàng, quá thiện lương. Tuyệt đối không thể phụ lòng cô. Trong mấy ngày ở lại Đan Dương Tông, gần như không ai phát hiện Lục Vân không phải đệ tử của Đan Dương Tông. Hắn mặc trang phục của Đan Dương Tông, khi gặp đệ tử khác lại hết sức tự nhiên. Dù cái đầu chọc bóng lưỡng kia thường xuyên thu hút sự chú ý của người khác, hắn vẫn rất trấn định tự nhiên. Với tố chất tâm lý này, ai dám tin hắn không phải môn nhân của Đan Dương Tông. Mấy ngày nay, Lục Vân không ngừng trông thấy có những người của tông môn khác đến đây chào hỏi Đan Dương Tông, Cốc Thanh Sơn đều nhiệt tình tiếp đãi. Lục Vân không cần nghĩ cũng biết mục đích của những người kia tới nơi này làm gì. Cốc Thanh Sơn rất trượng nghĩa, lần nào cũng chỉ lấp lửng cho qua chuyện. Hôm nay Lục Vân vẫn đi dạo xung quanh Đan Dương Tông giống như hai ngày trước, bỗng một cô gái vóc người yểu điệu xinh đẹp đã hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chị Tư, Lục Vân nhìn cô gái kia, sửng sốt dùng sức dụi dụi mắt, mới phát hiện mình không nhìn lầm. Quả thật là Vương Băng Ngưng. Sao cô cũng chạy đến Đan Dương Tông? Là ngại phỏng vấn những người bên ngoài không đủ đã nghiền nên chạy đến Côn Luân Sơn phỏng vấn tu luyện giả sao? Biết chơi quá đó chị Tư. Lục Vân rất bội phục, bước nhanh chạy về hướng Vương Băng Ngưng, nhân lúc đối phương còn chưa phát giác đã vỗ một cái lên vai cô. Chị vợ Tư, sao chị lại chạy đến Đan Dương Tông? Lục Vân đột nhiên lên tiếng làm Vương Băng Ngưng giật nảy mình, vội vàng tránh qua bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Vân, cậu là ai? Ai là chị vợ Tư của cậu hả? Ha! Cô nàng này còn chơi trò làm bộ mất trí nhớ với hắn nữa. Lục Vân lại bước ra một bước. Đi đến trước mặt Vương Băng Ngưng rồi véo mặt cô và nói, Vương Băng Ngưng, đầu óc chị vào nước sao? Buông tay. Trong chớp mắt, Lục Vân cảm thấy lạnh cả người, lập tức bắn ra khỏi người, Vương Băng Ngưng, chỉ thấy cô cau mày liễu lại, gương mặt hết sức lạnh lẽo. Trong mấy người đồng hành của Vương Băng Ngưng, một thanh niên lớn tiếng nổi giận nói, cậu là đệ tử của trưởng lão nào mà dám vô lễ với cô Mạc như vậy? Bên cạnh có một cô gái giễu cợt, à. Em trai đầu chọc này trông cũng rất đẹp trai, nhưng cách bắt chuyện này quá thô lỗ, dọa Thanh Uyển nhà chúng tôi rồi. Cô Mạc, Thanh Uyển, Mạc Thanh Uyển. Lục Vân lập tức há to miệng, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, hỏi, tên của cô là Mạc Thanh Uyển. Xác định không phải Vương Băng Ngưng sao? Anh nhận lầm người rồi, Mạc Thanh Uyển nhíu mày nói. Lục Vân tin, bởi vì Vương Băng Ngưng tuyệt đối sẽ không dùng thái độ như vậy đối đãi với mình. Hơn nữa sự lạnh lẽo vừa rồi rõ ràng không phải ngụy trang ra. Chứng tỏ cô gái có tướng mạo cực giống Vương Băng Ngưng trước mắt thật sự không phải là Vương Băng Ngưng. Khá lắm, đây là chị em song sinh. Lục Vân lập tức phản ứng lại, Mạc Thanh Uyển này và chị Tư của hắn nhất định là chị em. Đây là chuyện liếc mắt một cái là nhìn ra được. Cô gái bên cạnh Mạc Thanh Uyển lại mở miệng cười nói, cái gì mà nhận lầm người, tên này rõ ràng là cố ý dùng cách này để bắt chuyện. Em trai đầu chọc đẹp trai, nếu em hiếu kỳ thân phận của Thanh Uyển thì có thể hỏi chị nhất định sẽ nói cho em biết. Hiểu Tuyết, cô đừng càn quấy. Mạc Thanh Uyển nhướng mày liễu lên, quát lớn Tôn Hiểu Tuyết một câu. Lục Vân thì nhếch miệng lên, thú vị nhìn Tôn Hiểu Tuyết và hỏi, vậy chị đẹp này ơi, rốt cuộc cô Mạc có thân phận gì vậy? Hi hi,
nói cho em biết cũng không sao, chúng ta đều là học sinh của Vân Sơn Thư Viện, Thanh Uyển đến từ Mạc gia của Vân Sơn Thư Viện, mà tôi đến từ Tôn gia, thầy của chúng tôi là cùng một người. Tôn Hiểu Tuyết kiêu ngạo nói. Mạc Thanh Uyển thì lạnh mặt, tức giận nói, Hiểu Tuyết, cô nói với cậu ta cái này làm gì? Cái này đâu phải bí mật gì, dù nói với cậu ta cũng không sao, hơn nữa. Tôn Hiểu Tuyết kéo Mạc Thanh Uyển qua một bên, vừa vụng trộm dò xét Lục Vân vừa nhỏ giọng nói, nếu như cô không có hứng thú với cậu ấy thì có thể nhường cho tôi, cô không cảm thấy cậy ấy rất đẹp trai à? Cô ấy nháy mắt ra hiệu với Mạc Thanh Uyển, vẻ mặt rất mập mờ. Một người đàn ông cạo đầu còn đẹp trai như vậy, nếu có tóc còn đến mức nào? Tôn Hiểu Tuyết rất thích khu này. Mà giờ khắc này Lục Vân lại có tâm tình khá phức tạp. Vân Sơn Thư Viện, Mạc gia. Thật là tuyệt, đi với chị hai đến Đan Dương Tông một chuyến mà lại vô tình tìm được manh mối về thân thế của Vương Băng Ngưng, hơn nữa còn là ở Vân Sơn Thư Viện. Mấy ngày nay thu hoạch bất ngờ thật là nhiều. Ngay khi Lục Vân rơi vào trầm tư thì thanh niên ban đầu đột nhiên mở miệng hỏi, cậu là đệ tử của trưởng lão nào, vì sao trước kia tôi chưa từng gặp mặt cậu? Thanh niên lên tiếng có tuổi tác khá lớn và mặc quần áo của Đan Dương Tông, hắn ta nghi ngờ đánh giá Lục Vân, hiển nhiên là rất hoài nghi về thân phận của Lục Vân. Đây là đệ tử Đan Dương Tông đầu tiên hoài nghi Lục Vân trong mấy ngày qua. Lục Vân vẫn rất chấn định, không chút hoảng hốt mà phản bác nói, đệ tử của Đan Dương Tông nhiều như vậy, anh chưa từng gặp tôi không phải rất bình thường sao? Không thể vì tôi đầu chọc mà anh kỳ thị tôi được. Buồn cười. Thanh niên cười lạnh một tiếng và nói, đúng thế, đệ tử của Đan Dương Tông ngàn ngàn vạn vạn, tôi không quen biết rất bình thường, nhưng lại không ai không biết tôi cả. Chảnh vậy. Lục Vân lập tức không nhịn được nhìn thanh niên này thêm vài lần, nghĩ thầm tên này thật tự luyến, dám nói trong Đan Dương Tông không có đệ tử nào không biết hắn ta. Xem ra cũng là một nhân vật. Trả lời tôi, cậu là đệ tử của trưởng lão nào? Thanh niên lại hỏi, giọng điệu hùng hổ dọa người. Hoài nghi đối với Lục Vân càng tăng mấy phần. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi nói, không sợ nói thật cho anh biết, tôi thật sự không biết anh là ai, nhưng anh không thể dựa vào cái này mà hoài nghi thân phận của tôi, trước khi hỏi tôi không bằng anh tự giới thiệu trước đi. Lục Vân nói chuyện với thanh niên thuần túy là do muốn đùa giỡn. Nhưng có một điều là thật, hắn thật sự tò mò thanh niên này có thân phận gì mà lại nói ra được lời tự luyến như vậy. Thanh niên kiêu căng liếc Lục Vân một cái rồi kiêu ngạo nói, tôi là đại đệ tử thân truyền của Cốc Tông chủ Trương Vận, nói cách khác tôi là đại sư huynh của các đời đệ tử Đan Dương Tông, cậu không biết tôi. Hắn ta lộ ra ánh mắt sắc bén, nhìn kỹ Lục Vân như muốn thấy được vẻ bối rối trên mặt hắn. Nhưng hắn ta phải thất vọng rồi, sau đó không khỏi kinh ngạc thêm mấy phần. Hôm nay có một sư phụ của Vân Sơn Thư Viện dẫn mấy học sinh đến đây thăm hỏi Đan Dương Tông. Mục đích là vì cầu kiến người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Sư phụ kia của Vân Sơn Thư Viện có quan hệ không tệ với Cốc Thanh Sơn nên hai người ngồi ôn chuyện với nhau, thế là Cốc Thanh Sơn bảo Trương Vận dẫn mấy học sinh của Vân Sơn Thư Viện đi dạo xung quanh. Không bao lâu sau đã đụng phải Lục Vân. Chỉ cần là đệ tử của Đan Dương Tông thì khi nhìn thấy Trương Vận sẽ tôn kính gọi hô hắn ta một tiếng đại sư huynh. Trương Vận cảm thấy cực kỳ tự hào. Nhất là lúc đồng hành với mỹ nữ là Mạc Thanh Uyển, từng tiếng đại sư huynh của các sư đệ không ngừng nâng cao giá trị của Trương Vận, hắn ta lập tức mừng thầm. Chơi trội trước mặt mỹ nữ là chuyện rất có mặt mũi. Nhưng mà ai biết, chỉ thấy trong đám người đột nhiên xuất hiện một tên đầu chọc, không nói hai lời đã xông lên vỗ vai Mạc Thanh Uyển, tiếp đó còn véo mặt Mạc Thanh Uyển rồi gọi cô là chị vợ tư. Hành vi này quá dở hơi, rất không tôn trọng mỹ nữ. Trương Vận nhìn rất khó chịu. Mà làm hắn ta khó chịu nhất là tên đầu chọc này lại không nhìn đại sư huynh tông môn là mình, giống như hoàn toàn không quen biết. Sự thật chứng minh tên đầu chọc này không biết hắn ta thật. Trương Vận rất khó không nghi ngờ thân phận của người này, tự giới thiệu xong thì cặp mắt của hắn ta cứ nhìn chằm chằm tên đầu chọc, muốn tìm thấy biểu hiện chột dạ của hắn. Nhưng tên đầu chọc, cũng chính là Lục Vân, muốn bao nhiêu chấn định có bấy nhiêu chấn định. Còn quay ngược lại chào phúng Trương Vận một câu, tôi còn tưởng là nhân vật gì lớn lắm, thì ra không gì hơn cái này. Cậu nói cái gì, biểu cảm của Trương Vận lập tức âm trầm xuống. Tên đầu chọc trước mắt mặc quần áo của đệ tử Đan Dương Tông, chỉ cần là đệ tử của Đan Dương Tông thì phải tôn xưng Trương Vận một tiếng đại sư huynh.
Nhưng sau khi hắn biết thân phận của Trương Vận thì không chỉ không thể hiện tôn kính mà còn dám nói những lời này, rõ ràng là không nể mặt. Hơn nữa còn làm hắn ta khó xử ngay trước mặt mỹ nữ. Trong lòng Trương Vận vô cùng khó chịu. Lục Vân không cam lòng yếu thế mà hỏi ngược lại, anh biết tôi có thân phận gì không? Thân phận gì? Trương Vận kiềm nén lửa giận. Lục Vân ưỡn ngực lên, bày ra dáng vẻ còn vênh váo hơn Trương Vận vừa rồi, ngạo nghễ nói. Người giữ tháp Đan Dương Tháp, Lưu Lão, anh biết không? Tôi chính là đệ tử chân truyền duy nhất của Lưu Lão. Dù sao cũng là khoác lác, cứ mặc sức chém gió đi. Trong Đan Dương Tông này vai vế của Lưu Lão còn cao hơn tông chủ Cốc Thanh Sơn một bậc, được tính là người có vai vế cao nhất Đan Dương Tông. Trương Vận không phải đại đệ tử thân truyền của Cốc Thanh Sơn sao? Không phải là đại sư huynh tông môn sao? Không biết so với thân phận này thì ai lợi hại hơn? Đệ tử chân truyền của Lưu Lão, Trương Vận lập tức sửng sốt rồi rơi vào trầm tư, một lát sau lắc đầu và nói, không có khả năng, trước giờ tôi chưa nghe nói Lưu Lão thu đệ tử chân truyền. Đó là do anh nắm tin không nhạy, nếu anh không tin thì cứ việc đến hỏi Lưu Lão. Lục Vân khinh bỉ nói. Cậu, Trương Vận tức giận đến nghẹn họng. Lưu Lão có thân phận gì, một đệ tử của Đan Dương Tông như hắn ta có tư cách đến hỏi sao? Tên đầu chọc đáng chết này là ăn chắc hắn ta không có lá gan đó. Trương Vận trầm giọng mà nói, nếu cậu nói mình là chân truyền duy nhất của Lưu Lão, có dám theo tôi đi gặp tông chủ để xác minh thân phận của mình hay không? Hắn ta không dám đi hỏi Lưu Lão, nhưng có thể đến hỏi tông chủ mà, nếu như Lưu Lão thật sự thu đồ đệ thì tông chủ nhất định hiểu rõ tình hình. Muốn biết Lục Vân nói thật hay giả thì để hắn đi với mình đến gặp tông chủ là được. Ai ngờ Lục Vân lại nhún vai và nói, thật xin lỗi, tôi không rảnh, trừ phi là Lưu Lão và tông chủ đích thân triệu kiến, nếu không tôi không cần thiết đi với anh. Nói bóng gió chính là hắn ta không đủ tư cách. Sắc mặt Trương Vận bỗng trầm xuống, quát, không rảnh. Tôi thấy cậu chột dạ nên không dám đi gặp tông chủ với tôi thì có. Hôm nay cậu không muốn đi cũng phải đi. Thái độ của hắn ta đột nhiên trở nên cứng rắn, đưa tay chộp vào bả vai của Lục Vân. Muốn bắt hắn đến trước mặt tông chủ đối chất. Lục Vân bước qua một bên, nghiêng người tránh thoát. Trương Vận chộp hụt nên sắc mặt trở nên càng khó coi, nghĩ thầm đại sư huynh này tuyệt đối không thể mất mặt trước Vân Sơn Thư Viện nên lập tức ra tay càng tàn nhẫn. Trương Vận liên tục ra tay mấy chiêu, kết quả đều bị Lục Vân dễ dàng tránh thoát, khiến sắc mặt hắn ta âm trầm đến mức đóng băng, thậm chí đã bắt đầu dâng lên sát khí. Đan Dương Tông cấm đệ tử trong môn phái tự giết lẫn nhau. Nhưng Trương Vận nhận định tên đầu chọc Lục Vân này nhất định là giả mạo. Cho nên hắn ta ra tay rất tàn nhẫn. Lục Vân liên tục né tránh làm hắn ta càng không xuống đài được. Tôn Hiểu Tuyết đứng bên cạnh nhìn hai người đột nhiên đánh nhau thì vội vàng lôi kéo cánh tay Mạc Thanh Uyển và nói, Thanh Uyển, mau khuyên họ đi. Cô còn muốn làm quen với em trai đầu chọc bảnh bao này, nếu như hắn bị Trương Vận làm hỏng mặt thì đáng tiếc biết chừng nào. Mạc Thanh Uyển nhíu mày lại và nói, Trương Sư Huynh, tôi không tính toán chuyện vừa rồi với cậu ta, các người đừng vì tôi mà tổn thương hòa khí đồng môn. Mặc dù cô là người của Vân Sơn Thư Viện, nhưng tuổi tác của Trương Vận lớn hơn cô nên cũng gọi một tiếng, Trương Sư Huynh. Mạc Thanh Uyển nghĩ nguyên nhân hai người đánh nhau là vì vừa rồi Lục Vân xúc phạm đến cô. Sắc mặt Trương Vận khó coi nói, cô Mạc, đây không phải là vấn đề cô so đo hay không, mà là vấn đề an toàn của Đan Dương Tông. Tôi hoài nghi người này không phải là đệ tử của Đan Dương Tông. Một người không rõ thân phận đột nhiên trà trộn vào tông môn, đây là vấn đề an toàn. Nói thế nào Trương Vận cũng không bỏ qua cho Lục Vân. Hắn ta tiếp tục ra tay. Nhưng hắn ta còn không chạm được vào góc áo của Lục Vân, ngược lại làm mình mệt đến thở hồng hộc. Dù sao cũng là tu luyện giả chuyên luyện đan thuật, thực lực có thể mạnh đến đâu chứ. Hiện tại Trương Vận rất hối hận. Vừa rồi hắn ta nên thuận theo ý Mạc Thanh Uyển thu tay lại, nếu lúc ấy dừng thì còn có thể phong độ nói một câu với Lục Vân, nể mặt của cô Mạc nên tôi tha cho cậu một mạng. Kết quả hiện tại thật sự không xuống đài được. Trương Vận cảm thấy vừa rồi mình nhất định là đầu óc bị lừa đá, nhưng cũng phải trách tên đầu chọc này quá lanh lẹ, thể lực cũng quá tốt. Cô Mạc, có thể làm phiền cô ra tay, giúp tôi bắt lấy tên đầu chọc này hay không? Trương Vận thực sự không giả vờ được nữa. Chỉ có thể hạ mình thỉnh cầu Mạc Thanh Uyển có thực lực mạnh nhất ở đây hỗ trợ. Mạc Thanh Uyển trầm ngâm một chút rồi nói, được. Đừng đánh mặt cậu ấy.
Tôn Hiểu Tuyết vội vàng nhắc nhở một câu, cũng không biết Mạc Thanh Uyển có nghe hay không, bởi vì cô đã hóa thành một làn gió mát công kích về phía Lục Vân. Như bướm bay qua biển hoa, bàn tay ngọc của Mạc Thanh Uyển đã đè lên ngực Lục Vân, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc thì bỗng phát ra một sức mạnh đáng sợ. Ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ kia xuyên vào thân thể Lục Vân, khiến chân khí của hắn run lên, mặc dù không phải rất đau nhưng Lục Vân vẫn tức giận. Mạc Thanh Uyển này nhìn rất giống với chị Tư Vương Băng Ngưng của hắn. Tình huống trước mắt giống như Vương Băng Ngưng đang liên thủ với người đàn ông khác cùng đối phó Lục Vân. Ghen tuông trong lòng Lục Vân bộc phát, gầm thét một tiếng và nói, cô kia, xem ra không cho cô một bài học thì cô không biết uy phong của ông đây. Tiếng giống vừa dứt, thân hình Lục Vân lóe lên, trong nháy mắt đã vào tới trước mặt Mạc Thanh Uyển, cười lạnh một tiếng rồi bá đạo đánh một chưởng ra. Chát! Vừa nhanh vừa độc, vừa vặn đánh vào chỗ cong vỉnh kia của Mạc Thanh Uyển, làm dấy nên từng cơn gợn sóng. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều tắt ngúm. Trương Vận trợn tròn mắt, nhất thời quên luôn tiếp tục đánh Lục Vân. Tôn Hiểu Tuyết trợn tròn mắt, hơi hối hận vừa rồi tại sao mình không ra tay theo, nếu vậy không chừng em trai đầu chọc này cũng tiếp xúc thân mật như vậy với mình một lần. Mạc Thanh Uyển cũng trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, thân thể như bị điện giật, run rẩy không thôi. Cô lớn đến tuổi này chưa từng bị đàn ông đánh mông, đây là sỉ nhục lớn đến mức nào. Ngay khi Mạc Thanh Uyển mất đi khả năng suy nghĩ mấy giây. Chát chát chát, lại mấy cái tát vang dội liên tục vang lên. A, à, Mạc Thanh Uyển hét lên một tiếng, rốt cục cũng tỉnh táo lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn nhỏ máu, đôi mắt lạnh lẽo nổi giận trừng về phía Lục Vân. Đầu chọc đáng chết, tôi giết cậu. Vừa rồi Mạc Thanh Uyển chỉ muốn giúp Trương Vận một tay nên cũng không đánh thật, nhưng lúc này trên người đột nhiên bắn ra hơi lạnh. Đầu chọc đáng chết đánh một lần thì thôi đi, còn liên tục đánh mấy cái. Từ trước tới nay Mạc Thanh Uyển chưa từng gặp ai hèn hạ hạ lưu như vậy. Sự lạnh lẽo lập tức tuôn ra. Phản kích. Kết quả cô lại phát hiện tên đầu chọc này thực sự bá đạo, còn kẹp lấy eo mình để bộ phận cong vỉnh kia của cô hoàn toàn nổi bật lên. Chát 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 chát. Lại một loạt cái tát. Mạc Thanh Uyển liều mạng giãy giụa, nắm đấm đập vào sau lưng Lục Vân. Nhưng Lục Vân căn bản không thèm để ý mà vẫn ra sức đánh bờ mông kia. Ai bảo chị dám liên thủ với người đàn ông khác đối phó em? Ai bảo chị dám liên thủ với người đàn ông khác đối phó em? Oán niệm trong lòng Lục Vân rất mãnh liệt, hoàn toàn xem Mạc Thanh Uyển là Vương Băng Ngưng, không đánh cô chịu thua thì quyết không bỏ qua. Tôn Hiểu Tuyết và Trương Vận cực kỳ chấn động. Lá gan của tên đầu chọc này quá lớn, dám đánh Mạc Thanh Uyển kiểu này. Tôn Hiểu Tuyết tỉnh táo lại rồi dịu dàng quát, đầu chọc, mau thả Thanh Uyển nhà tôi ra, cậu có bất mãn gì thì cứ việc nhắm vào tôi này. Đáng chết, còn không mau thả cô Mạc ra. Trương Vận cũng gầm thét một tiếng, thấy Lục Vân không để ý đến mình thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngược lại nói với Mạc Thanh Uyển, cô Mạc, cô nhịn thêm một lát, tôi lập tức gọi người tới cứu cô. Hắn ta cũng tự hiểu lấy mình, cả Mạc Thanh Uyển cũng không phải đối thủ của Lục Vân thì hắn ta càng không được. Chỉ có thể đi tìm người đến trừng trị tên đầu chọc phách lối này. Trương Vận vừa chuẩn bị đi tìm người thì sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói uy nghiêm, chuyện gì vậy, cãi nhau còn thể thống gì. Hai mắt Trương Vận tỏa sáng, vội vàng chạy đến trước mặt người nói chuyện, Vu trưởng lão, tên đầu chọc không biết từ đâu xuất hiện này mặc quần áo của Đan Dương Tông, đang hà hiếp khách đến từ Vân Sơn Thư Viện. Cái gì, sắc mặt Vu trưởng lão bỗng trầm xuống. Ông ta quản lý kỷ luật của Đan Dương Tông, là người có tu vi cao nhất trong đông đảo các trưởng lão của Đan Dương Tông ngoại trừ tông chủ. Đương nhiên, so ra thì thuật luyện đan của ông ta cũng kém hơn một chút, bằng không sẽ không được phân phối chức vụ quản lý kỷ luật. Trương Vận nói, Vu trưởng lão, tên đầu chọc đó nói mình là đệ tử chân truyền của Lưu lão, nhưng tôi hoài nghi hắn là người của môn phái khác trà trộn vào, cố ý châm ngòi ly gián quan hệ giữa chúng ta và Vân Sơn Thư Viện. Mặc quần áo của Đan Dương Tông, giả thành đệ tử của Đan Dương Tông, sau đó đi xúc phạm nữ học sinh của Vân Sơn Thư Viện, đây không phải là đang khích bác quan hệ sao? Vu trưởng lão phẫn nộ quát, thật là lớn gan, dám giả mạo thành đệ tử của Lưu lão, tôi thấy cậu muốn chết rồi. Tiếng nói của ông ta như sấm rền, nhanh chân chạy về hướng Lục Vân, người còn chưa tới mà khí thế uy nghiêm đã lan tràn đến. Chút khí thế ấy chỉ là trò trẻ con đối với Lục Vân. Hắn căn bản không để trong lòng,
nhưng vẫn buông Mạc Thanh Uyển dưới cánh tay ra. Tóc Mạc Thanh Uyển đã lộn xộn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở hồng hộc. Quan trọng hơn chính là đau. Vị trí cong vểnh kia thực sự rất đau. Cô hận không thể dùng ánh mắt phẫn nộ làm thịt tên đầu chọc kia. Tôn Hiểu Tuyết vội vàng chạy tới an ủi, Thanh Uyển, cô còn ổn không, có cần tôi tới xoa xoa giúp cô không? Mạc Thanh Uyển vốn đang tức giận, nghe Tôn Hiểu Tuyết nói vậy thì nhìn không được chừng cô ta một cái, hiện tại cô thấy chưa, tên đầu chọc đáng chết này thật là hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Cô muốn nói Tôn Hiểu Tuyết mắt bị mù nên mới muốn đi quen biết người như vậy. Tôn Hiểu Tuyết lại nói, nhưng tôi cảm thấy vừa rồi cậu ấy rất bá đạo. Lúc này Vu trưởng lão chạy tới trước mặt Lục Vân, mặt mày đanh lại muốn nghiêm túc bao nhiêu có nghiêm túc bấy nhiêu, cứ như đang tra hỏi phạm nhân. Trong mắt ông ta, Lục Vân thật sự là phạm nhân. Tốt nhất thành thật khai báo cậu là ai? Giả mạo thành đệ tử của Đan Dương Tông là muốn làm gì? Vu trưởng lão đe dọa nhìn Lục Vân, nghiêm nghị hỏi. Lục Vân trả lời, tôi đã nói tôi là đệ tử chân truyền duy nhất của Lưu lão, nếu các người không tin thì đi hỏi Lưu lão đi. Đừng đến đây làm khó dễ tôi. Hắn lại nói những lời trước đó đã nói với Trương Vận cho Vu trưởng lão lần nữa. Làm khó dễ, Trương Vận hừ lạnh một tiếng và nói, vừa rồi cậu xúc phạm cô Mạc, cả Vu trưởng lão cũng trông thấy, cậu còn không biết xấu hổ nói chúng tôi làm khó dễ cậu. Vệt đỏ ửng trên mặt Mạc Thanh Uyển chậm chạp biến mất, phẫn nộ trừng Lục Vân rồi tiến lên nói, Vu trưởng lão, xin cho Thanh Uyển một câu trả lời. Mặc kệ tên đầu chọc này có phải là đệ tử của Đan Dương Tông không, chỉ cần Mạc Thanh Uyển bị sỉ nhục ở Đan Dương Tông thì Đan Dương Tông phải cho cô một câu trả lời. Vu trưởng lão gật đầu nói, cô Mạc yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một kết quả vừa lòng. Ông ta lại nhìn về phía Lục Vân. Ánh mắt trở nên càng nghiêm khắc mấy phần. Vừa rồi cậu nói mình là đệ tử chân truyền của Lưu lão, thật giả tạm dừng không nói, chỉ tính đến chuyện cậu sỉ nhục cô Mạc thì nhất định phải trả giá đắt. Trước giờ Vu trưởng lão chưa nghe nói Lưu lão có đệ tử chân truyền, có khả năng Lục Vân là giả mạo. Dù là thật cũng không thể ỷ vào thân phận của hắn mà muốn làm gì thì làm, vậy thì kỷ luật của Đan Dương Tông ở đâu? Mặc dù thân phận của Lưu lão rất tôn quý, nhưng không phải loại người không nói lý, không có khả năng dung túng đệ tử chân truyền của mình làm ra chuyện bại hoại thanh danh của Đan Dương Tông. Lục Vân thấy Vu trưởng lão chuẩn bị động thủ thì vẻ mặt trở nên nghiền ngẫm, vừa cười vừa nói. Vậy ông cảm thấy tôi nên trả giá gì? Rất nhanh cậu sẽ biết. Vu trưởng lão hừ lạnh một tiếng rồi bỗng ra tay, nhưng vào lúc này lại có một giọng nói vang lên, Vu trưởng lão, chờ một chút. Hả? Vu trưởng lão nhướng mày, tạm thời thu tay lại rồi nghi ngờ nhìn về phía Mộc Bình vội vàng chạy tới, hỏi, Mộc trưởng lão, vì sao bà ngăn cản tôi ra tay? Vừa rồi trùng hợp Mộc Bình đi ngang qua cách đó không xa, nghe thấy động tĩnh ở nơi này nên nhìn thoáng qua. Nhìn một cái thì lập tức giật nảy mình. Khá lắm, vị Vu trưởng lão quản lý kỷ luật này lại xung đột với Lục Vân. Bà ta vội vàng chạy tới. Mộc Bình cũng không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, dù sao tuyệt đối không thể để Vu trưởng lão ra tay, bởi vì dù ông ta động thủ cũng không phải đối thủ của Lục Vân. Ông không thể động vào người này, Mộc Bình nói. Vì sao không thể, Vu trưởng lão mày nhíu chặt mày lại. Cái này... Mộc Bình nhất thời không biết nên giải thích thế nào, tông chủ đã thông báo phải giữ bí mật thân phận của Lục Vân nên bà ta cũng không tiện tiết lộ. Nhất là còn có người của Vân Sơn Thư Viện ở đây. Vu trưởng lão lại tự tưởng tượng rồi trầm giọng nói, chẳng lẽ cậu ta thật sự là đệ tử chân truyền của Lưu lão, nhưng dù là thật cũng không nên vô pháp vô thiên như thế. Mạc Thanh Uyển vẫn chờ ông ta đưa ra một câu trả lời, nếu không làm gì thì về sau truyền ra ngoài thanh danh của Đan Dương Tông biết để đâu. Dung túng đệ tử trong môn phái xúc phạm cô. Nhất định sẽ mang tiếng xấu đầy mình. Trương Vận tức giận bất bình, không kịp chờ đợi mà kể lại những tội ác vừa rồi của Lục Vân. Mộc trưởng lão, bà không biết vừa rồi thằng danh này quá đáng đến mức nào. Sau khi nghe xong, tâm tình Mộc Bình trở nên rất phức tạp. Thì ra họ mâu thuẫn vì nguyên nhân này. Hơn nữa người thừa kế ý chí của Thanh Đế thật sự quá to gan, nhưng vừa nghĩ tới tính cách bá đạo của Lục Vân. Mộc Bình lại cảm thấy rất hợp lý. Lúc trước Lục Vân không chớp mắt lấy một cái đã giết bọn người ông Lão Quỷ và Công Tử Vũ. Cực kỳ bá đạo. Cho nên bắt một cô gái qua rồi đánh mông đã sao chứ?
những tông môn trong Côn Luân mà không dựa vào đại trận hộ sơn thì thật sự không làm gì được Lục Vân. Mộc Bình trầm mặc một hồi rồi nói, mặc dù tôi sẽ làm cô gái đến từ Vân Sơn thư viện này cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi vẫn muốn nói là chúng tôi không có quyền trừng phạt Lục Vân. Kỳ thật Mộc Bình rất muốn nói họ không chỉ không có quyền trừng phạt Lục Vân mà còn không có thực lực này. Bà ta cố nhịn xuống không nói. Nhưng Vu trưởng lão lại không vui, ông ta phụ trách quản lý kỷ luật của Đan Dương Tông, Mộc Bình vượt quyền thì thôi mà còn nói ông ta không có quyền trừng phạt Lục Vân. Đây không phải là đang bỉ mặt ông ta sao? Không phải đang nói đùa sao? Hôm nay dù Lục Vân thật sự là đệ tử của Lưu Lão, dù ông trời hay Giê-xu có đến thì cũng không cứu được Lục Vân. Ai cũng không cứu được hắn, lão Vu này nói đó. Vu trưởng lão sầm mặt lại, nói, Mộc trưởng lão, trừng phạt đệ tử vi phạm kỷ luật trong môn là bổn phận của tôi, bà đừng nhúng tay. Nhúng tay? Bà đây đang cứu ông đấy. Mộc Bình trừng mắt, đành đi đến bên cạnh Vu trưởng lão rồi nhỏ giọng nói một câu. Người! Khụ khụ! Vu trưởng lão bỗng trừng lớn hai mắt, suýt đã nói ra mấy chữ, người thừa kế ý chí của Thanh Đế cũng may kịp thời bị Mộc Bình cắt ngang. Hiện tại ông biết vì sao chúng ta không có quyền lực xử trí Lục Vân chưa? Mộc Bình khẽ nói. Vu trưởng lão mang vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Vân một cái. Thì ra người thừa kế ý chí của Thanh Đế thần bí kia chính là tên thanh niên đầu chọc trước mắt, nói vậy là mình thật sự không có quyền xử trí hắn. Nhưng ông ta phải trả lời cho Mạc Thanh Uyển thế nào đây? Nói cho cô sự thật. Nhưng Mạc Thanh Uyển là người của Vân Sơn Thư Viện. Nếu nói cho cô biết Lục Vân là người thừa kế ý chí của Thanh Đế thì chẳng phải là báo cho Vân Sơn Thư Viện sao? Không ai muốn chia sẻ ngôi sao tương lai có đại cơ duyên này ra ngoài. Nói cụ thể hơn chính là, hiện tại chỉ có Đan Dương Tông bọn họ biết Lục Vân là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, làm thân với hắn thì về sau Lục Vân nhất định sẽ nhớ kỹ ân huệ của Đan Dương Tông. Nhưng nếu thân phận của hắn bị truyền đi thì nhất định sẽ có càng nhiều tông môn muốn đến chấp nối quan hệ với Lục Vân. Đến lúc đó Lục Vân còn nhớ kỹ Đan Dương Tông hay không rất khó nói. Vu trưởng lão rơi vào xoắn suýt. Ông ta chưa từng xoắn suýt như thế. Trương Vận còn không biết điều mà xen vào một câu, Vu trưởng lão, mặc kệ tên chọc đầu này có thân phận gì, dám xúc phạm phụ nữ trên địa bàn của Đan Dương Tông chúng ta thì nhất định phải nghiêm trị. Ngậm miệng, Vu trưởng lão gầm thét. Chị cái con mẹ gì, còn ngại không đủ phiền sao? Trương Vận lập tức ngơ ra. Vu trưởng lão thay đổi thái độ thực sự quá nhanh, vừa rồi Mộc trưởng lão đã nói cái gì với ông ta? Chẳng lẽ? Trương Vận quan sát kỹ dáng người của Lục Vân, chủ yếu là quan sát chiều cao của hắn, một lát sau hắn ta run lên bần bật, nhìn không được trừng lớn hai mắt. Hình như hắn ta đã đoán ra đáp án. Kỳ thật đáp án này không khó đoán. Vừa rồi Vu trưởng lão đã nói dù Lục Vân là lão đệ tử chân truyền của Lưu trưởng thật thì cũng trừng phạt như thường. Nhưng một giây sau lại đột nhiên thay đổi thái độ. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh thân phận chân thật của Lục Vân còn khủng bố hơn đệ tử chân truyền của Lưu trưởng lão. Liên hệ với những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, không khó đoán ra đầu chọc tên là Lục Vân này chính là người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Không thể không nói, đại sư huynh tông môn là Trương Vận dù thích ra vẻ ta đây, nhưng vào lúc mấu chốt thì đầu óc vẫn rất tốt. Sau khi suy đoán ra thân phận thật sự của Lục Vân, Trương Vận rất thức thời ngậm miệng lại. Hắn ta lập tức thận trọng từ lời nói đến hành động. Không thấy hai vị trưởng lão đều cẩn thận như vậy sao? Làm sao Mạc Thanh Uyển và Tôn Hiểu Tuyết có thể không phát hiện sắc mặt bọn họ đã thay đổi, lập tức lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Quá kỳ quái. Mấy người này quá kỳ quái. Nhìn bộ dáng của họ thì hình như tên đầu chọc này có thân phận rất lớn. Sốt cuộc là thân phận gì kia chứ? Cô Mạc. Mạc Thanh Uyển nhíu mày liễu lại, đang suy tư thì đột nhiên lại bị Vu trưởng lão lên tiếng cắt ngang. Thực sự xin lỗi, tôi cũng vừa biết một việc, tôi thật sự không có quyền xử trí Lục Vân này. Vu trưởng lão cười khổ. Mạc Thanh Uyển đanh mặt lại, hoài nghi trong lòng lại sâu thêm mấy phần, cô hỏi, vì sao? Bởi vì, Vu trưởng lão tạm dừng rồi nói. Có lẽ cô không biết địa vị của Lưu lão cao đến mức nào trong Đan Dương Tông, ông ta là người giữ tháp Đan Dương Tháp, vai vế còn cao hơn tông chủ của chúng tôi. Mà Lục Vân là đệ tử chân truyền duy nhất của ông ta nên dù Lục Vân phạm sai lầm cũng không tới phiên tôi xử trí.
Vu trưởng lão cắt ngang suy nghĩ của Mạc Thanh Uyển là do sợ cô tiếp tục nghĩ sẽ liên tưởng đến người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Đến lúc đó sẽ không giữ được thân phận của Lục Vân. Còn Lưu lão gì đó thuần túy là cái cớ tìm ra để chống đỡ thôi. Nhưng Vu trưởng lão, không phải ông vừa nói dù tên chọc đầu này là đệ tử chân truyền của Lưu lão thì ông vẫn trừng phạt sao? Chẳng lẽ ông cũng vừa biết được Lưu lão là người giữ tháp? Rõ ràng Mạc Thanh Uyển không tin lý do thoái thác này của Vu trưởng lão bộ. Vu trưởng lão nhất định đã sớm biết thân phận người giữ tháp của Lưu lão. Nếu đã sớm biết Lưu lão có thân phận tôn quý thì ngay lúc đầu khi biết Lục Vân là đệ tử của Lưu lão, Vu trưởng lão nên biểu thị mình không có quyền xử trí Lục Vân. Mà không phải nói câu vẫn phải trừng phạt kia. Vu trưởng lão thay đổi thái độ là sau khi vị nữ trưởng lão kia nói một câu thì thầm, cho nên nhất định không phải là vì Lưu lão. Mạc Thanh Uyển tiến hành phân tích thật nhanh, càng hoài nghi về thân phận của Lục Vân. Trên trán Vu trưởng lão ứa ra một giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cô gái này thật khó lừa. Mộc Bình dùng giọng điệu phức tạp nói một câu, nếu cô muốn biết chân tướng thì tôi cho cô biết cũng không sao, đó là bởi vì Lưu lão của chúng tôi. Đi rồi, có ý gì? Mạc Thanh Uyển sững sờ. Lưu lão đi rồi có liên quan gì đến chuyện hôm nay? Mộc Bình lộ ra vẻ mặt thương cảm mà nói, cả đời Lưu lão luôn bảo vệ Đan Dương Tháp, mãi đến thời gian trước mới thu Lục Vân làm đệ tử chân truyền, chuyện này rất bất thường. Về sau chúng tôi mới biết sở dĩ Lưu lão nhận đồ đệ là bởi vì biết mình sắp đi nên muốn tìm người kế thừa y bát. Trước khi đi, Lưu lão đặc biệt dặn dò tông chủ của chúng tôi là phải chiếu cố tốt cho Lục Vân. Lưu lão tận tụy bảo vệ Đan Dương Tháp cả đời, là người trên dưới Đan Dương Tông chúng tôi kính nể nhất. Bây giờ Lưu lão đi rồi, chỉ để lại một đệ tử chân truyền là Lục Vân nên dù Lục Vân phạm sai lầm thì chúng tôi cũng không có quyền xử trí, chỉ có thể giao cho tông chủ. Mộc Bình bày tỏ tình cảm dạt dào. Vấn đề nan giải gì cứ giao cho tông chủ là được, tránh đau đầu. Kỳ thật bà ta cũng không nói sai. Lưu lão đi rồi. Nhưng là rời khỏi Đan Dương Tháp, chạy ra bên ngoài Côn Luân Sơn để trải nghiệm cuộc sống mới. Giữ tháp cả đời. Chờ mãi mới được người có đại cơ duyên, nhiệm vụ của lão đã hoàn thành, chạy ra bên ngoài thả bay bản thân cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là hai chữ, đi rồi, này phải xem Mạc Thanh Uyển lý giải ra sao. Vu trưởng lão nhịn không được thầm vỗ tay tán dương, không thể không nói Mộc Bình là người có đầu óc linh hoạt nhất trong tất cả trưởng lão của Đan Dương Tông, lý do thoái thác này thực sự quá khéo. Gặp cái gì khó cứ giao cho tông chủ. Vu trưởng lão nói theo ý Mộc Bình. Cụ thể là như thế đó, rất ít người trong Đan Dương Tông biết tin tức Lưu lão đi, tôi cũng vừa biết thôi. Câu này giải thích vì sao xuất hiện mâu thuẫn trước sau trong lời nói của ông ta. Trong tình huống bình thường, nếu như Lưu lão không đi rồi thì đệ tử của lão phạm sai lầm, nên trừng phạt vẫn phải trừng phạt. Nhưng Lưu lão đã đi, đương nhiên nên tôn trọng, người mất, một chút, nếu khi Lưu lão, thì cốt chưa lạnh, mà đã xuống tay với đệ tử chân truyền của lão thì không khỏi quá vô tình. Vu trưởng lão cảm thấy mình đã giải thích thông được rồi. Cả vị đại sư huynh tông môn Trương Vận đã đoán ra chân tướng cũng suýt tin tưởng lời nói dối của họ. Không ngờ trưởng lão của Đan Dương Tông đều là người biết diễn xuất, hay về sau mở một cái, lớp huấn luyện diễn xuất Đan Dương, trong tông môn luôn đi. Trương Vận cảm thấy ý tưởng này không tệ, có thể xin tông chủ. Nhưng Mạc Thanh Uyển lại là nửa tin nửa ngờ, nhíu mày nói, cho nên hai vị trưởng lão có ý là... Chỉ có tông chủ Đan Dương Tông các người mới có quyền xử trí tên đầu chọc này. Vu trưởng lão lộ vẻ mặt khó xử, nói, nhìn từ tình huống trước mắt thì đúng là như vậy, nhưng cô Mạc, nghe tôi khuyên một lời, nếu Lục Vân không làm quá đáng thì các người cứ lui một bước đi. Không có quá đáng. Cái mông của cô suýt bị đánh nở hoa mà còn gọi là không quá đáng à. Mạc Thanh Uyển thật sự câm nín. Cô là con gái. Bình thường luôn là người mà đông đảo nam học viên Vân Sơn Thư Viện muốn mà không đạt được, một là vì thân hình dung mạo của cô không phải người bình thường có thể xứng đôi. Hai là vì mẹ cô, Lữ Khinh Nga, là sư phụ của Vân Sơn Thư Viện, hơn nữa còn dạy ngay trên học đường của Mạc Thanh Uyển, nam học viên nào dám tùy tiện đi cua con gái của bà. Hơn nữa thiên phú tu luyện của Mạc Thanh Uyển lại không tệ, ngộ tính đối các loại công pháp cực cao, cho nên bình thường lúc cô lên học đường luôn là thiên Nga trắng lạnh lùng. Phần lớn học viên đều có thể tự ti trước mặt cô. Hôm nay Mạc Thanh Uyển đi theo sư phụ cũng chính là mẹ của cô, tới chào hỏi Đan Dương Tông,
chỉ vì gặp người thừa kế ý chí của Thanh Đế đột nhiên xuất hiện kia. Đáng tiếc không nhìn thấy người thừa kế ý chí của Thanh Đế mà lại gặp một tên đầu chọc hèn hạ vô sỉ hạ lưu, đè mông cô mà đánh liên tục một trận. Từ nhỏ đến lớn Mạc Thanh Uyển chưa từng chịu sỉ nhục lớn như thế. Đây đâu phải đánh mông của cô, rõ ràng là đang đánh lòng tự ái của cô. Đáng giận nhất chính là trưởng lão của Đan Dương Tông còn bao che tên đầu chọc này, nói hành vi của đầu chọc không tính quá đáng. Nếu như cái này còn không quá đáng thì cái gì mới quá đáng? Lột váy rồi đánh. Hay là... Mạc Thanh Uyển tức điên. Cô vốn đang nghi ngờ thân phận của đầu chọc, kết quả lại vì câu, không quá đáng, của Vu trưởng lão mà đánh mất lý trí. Muốn tôi lui một bước, tuyệt đối không có khả năng. Mạc Thanh Uyển lạnh lẽo kiên quyết nói, hôm nay nhất định phải tìm tông chủ các người, cho tôi một lời giải thích, tôi không tin trong Đan Dương Tông không ai chế tài được tên đầu chọc này. Chát! Lục Vân nhớ lại chút xúc cảm, nói, mở miệng là mắng đầu chọc, thật quá khó nghe, tôi có tên mà, tôi tên là Lục Vân, nếu cô nhất định muốn gọi tôi là đầu chọc thì làm phiền cộng thêm hai chữ, đẹp trai, phía sau. Dù sao cũng đã đánh nhiều như vậy rồi, không kém thêm một lần. Lục Vân thầm nghĩ, Mạc Thanh Uyển lại suýt bùng nổ. Tên đầu chọc hèn hạ vô sỉ hạ lưu chết tiệt này quả thực là khinh người quá đáng, cứ dùng cách này để sỉ nhục cô, thật là đáng chết. Thậm chí Mạc Thanh Uyển còn bỏ qua một vấn đề, chính là ở Vân Sơn Thư Viện chưa bao giờ thiếu công pháp võ kỹ, trong đó bao gồm rất nhiều thân pháp khinh công, Mạc Thanh Uyển từng học một thân pháp đẳng cấp không thấp. Trước kia mỗi lần phát giác nguy hiểm tới gần, cô luôn có thể lập tức thi triển ra thân pháp để tránh né công kích, nhưng Lục Vân này lại có thể liên tục thành công. Điều này rất quái dị. Giống như lần nào bàn tay của hắn cũng xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, hơn nữa có thể nhắm chính xác vào vị trí kia, cứ như đạn đạo ngắm bắn. Mạc Thanh Uyển còn không có cơ hội thi triển thân pháp nữa. Lục Vân, không có gì, chăm hay không bằng tay quen. Luyện tập nhiều trên người chỉ cả Diệp Khuynh Thành cao ngạo thì tất nhiên là quen tay rồi. Lúc này Vu trưởng lão và Mộc Bình hai người liếc nhau, đều nhìn thấy bất đắc dĩ từ ánh mắt của đối phương. Họ thầm cười khổ. Người thừa kế ý chí của Thanh Đế thật là không an phận, đã đến lúc này mà còn dám xuống tay, đây là muốn Mạc Thanh Uyển tức chết sao? Tôn Hiểu Tuyết cũng quái dị nhìn Lục Vân, nói, có thể làm Thanh Uyển nhà chúng tôi tức thành như vậy, cậu là người đầu tiên từ trước đến nay đấy, đáng kiêu ngạo lắm. Lục Vân khiêm tốn khoát tay nói, quá khen, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tôn Hiểu Tuyết, Mạc Thanh Uyển, muốn giết người. Giữa Mạc Thanh Uyển và tên đầu chọc xem như triệt để hình thành ân oán sống chết. Cùng lúc đó, trong nơi tiếp đãi khách quý của Đan Dương Tông, Lữ Khinh Nga cũng gặp phải nan đề. Vì tìm hiểu tin tức về người thừa kế ý chí của Thanh Đế mà bà ấy suýt nói mòn cả miệng. Nhưng dù ám chỉ hay nói rõ, dù đưa ra điều kiện trao đổi gì thì Cốc Thanh Sơn cũng không mắc lừa. Lão già này luôn cười ha hả, kéo đông kéo tây, nhưng lại không kéo đến điểm mấu chốt. Lữ Khinh Nga thực sự rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thăm dò hỏi, vừa rồi lúc ở bên ngoài, tôi tình cờ nghe thấy mấy đệ tử của Quý Tông nói rằng người thừa kế ý chí của Thanh Đế là một thanh niên. Ha ha, có lẽ là vậy, những đệ tử kia chỉ suy đoán mà thôi, không tin thật được. Cốc Thanh Sơn cười ha hả đáp trả, trong lòng lại xem thường, cái gì mà tình cờ nghe thấy, tôi thấy bà là đặc biệt đi hỏi thăm. Đồ âm hiểm. Lữ Khinh Nga cắn răng nói, Cốc Tông Chủ không cần đề phòng tôi như thế, mặc dù lập trường của chúng ta khác biệt, nhưng cũng quen biết nhiều năm, chẳng lẽ Cốc Tông Chủ không nể mặt tôi chút nào sao? Đan dược của Đan Dương Tông không chỉ để nội bộ Đan Dương Tông sử dụng mà còn thường xuyên bán cho các môn phái khác. Lữ Khinh Nga từng nhiều lần đến Đan Dương Tông mua đan dược, đi nhiều lần rồi dần dần có quan hệ không tệ với Cốc Thanh Sơn, xem như có chút giao tình. Đây cũng là nguyên nhân Vân Sơn Thư Viện phái bà đến tìm hiểu tin tức. Cốc Thanh Sơn vẫn mang nụ cười ôn hòa mà nói, cô Lữ, nếu như là chuyện khác thì tôi nhất định sẽ nể mặt cô, nhưng chuyện này thì xin thứ cho tôi không cách nào bẩm báo. Ông ta cũng không ngốc, đó là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, là người có đại cơ duyên, chỉ cần chấp nối quan hệ tốt với Lục Vân thì cũng là cơ duyên của Đan Dương Tông. Nếu để Vân Sơn Thư Viện biết thì chẳng phải có thêm một đối thủ cạnh tranh chia cắt loại cơ duyên này sao? Nói là tuyệt đối không thể nói. Lữ Khinh Nga thầm hận trong lòng. Miệng của Cốc Thanh Sơn này quá kín, thật sự là không chịu lộ ra chút tin tức nào cả.
nhưng bà không cam tâm từ bỏ như vậy. Cốc tông chủ, không bằng như vậy đi, chúng tôi đều bỏ qua nhân tố tông môn, đứng ở góc độ cá nhân để nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Lữ Khinh Nga ngẫm nghĩ rồi nói. Cốc Thanh Sơn lộ ra vẻ hứng thú, cô Lữ nói vậy là có ý gì? Lữ Khinh Nga nói, từ giờ trở đi tôi không đại diện cho Vân Sơn Thư Viện, chỉ lấy thân phận cá nhân của mình để hỏi thăm tin tức người thừa kế ý chí của Thanh Đế, ông cũng có thể nói điều kiện để trao đổi với tôi. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là tôi có thể cam đoan dù biết thân phận của người thừa kế thì tôi cũng không để lộ ra ngoài, chờ trở lại Vân Sơn Thư Viện thì tôi sẽ nói cho họ là không hỏi được gì. Cốc Thanh Sơn, người phụ nữ này thật là coi ông ta là đồ đần. Lữ Khinh Nga còn thề thốt nói, nếu như Cốc Tông Chủ không tin thì tôi có thể thề. Bà nghĩ lại thì chắc có thể Cốc Thanh Sơn cũng không tin, thế là đổi cách khác, ông cũng biết tôi có đứa con gái tên là Mạc Thanh Uyển, tôi có thể để Thanh Uyển rời khỏi Vân Sơn Thư Viện rồi gia nhập Đan Dương Tông. Vừa thốt ra lời này, Cốc Thanh Sơn lập tức hiểu dụng ý của Lữ Khinh Nga. Ý cô Lữ là muốn tôi làm người trung gian, giới thiệu con gái bà cho người thừa kế ý chí của Thanh Đế quen biết. Cốc Thanh Sơn lộ ra vẻ hứng thú mà nói. Cốc Tông Chủ thật là người thông minh, Lữ Khinh Nga dứt khoát thừa nhận. Khi thăm dò được từ những đệ tử của Đan Dương Tông, người thừa kế ý chí của Thanh Đế là một thanh niên tuổi tác không cao hơn 30 thì bà lập tức nổi lên tâm tư này. Nếu con gái bà được người có được đại cơ duyên chọn chúng thì thật là đáng mừng. Lữ Khinh Nga rất tự tin, lấy nhan sắc của con gái mình thì nhất định có thể làm người thừa kế thần bí kia rung động. Cốc Thanh Sơn lại vừa cười vừa nói, cô không sợ người thừa kế kia đã kết hôn hoặc là có bạn gái sao? Tu luyện giả chỉ cần có thực lực đủ mạnh thì tam thê tứ thiếp đáng là gì, quy tắc thế tục không áp dụng cho giới tu luyện chúng ta. Lữ Khinh Nga trả lời. Lời này của bà là thật, ở bên ngoài Côn Luân thì hành vi này không thỏa đáng, nhưng trong giới tu luyện thì thực lực là trên hết. Chỉ cần có đủ thực lực thì đừng nói tam thê tứ thiếp, dù xây dựng một hậu cung trăm người cũng không ai dám nói cái gì. Mà tương tự như vậy, nữ tu luyện giả thực lực mạnh cũng có thể làm như thế. Đặc quyền này chỉ nhằm vào người mạnh và kẻ yếu, không nhằm vào nam hay nữ. Lời này của Lữ Khinh Nga tuy không sai, nhưng ngôn luận to gan đó lại được nói ra từ miệng một người đàn bà xinh đẹp thì khó tránh làm người ta cảm thấy là lạ. Cốc Thanh Sơn không khỏi lộ ra vẻ mặt quái lạ. Phát giác ánh mắt quái dị của Cốc Thanh Sơn, Lữ Khinh Nga biến sắc, nói, Cốc Tông Chủ, tôi chỉ trình bày sự thật, dù là tôi hay con gái tôi Thanh Uyển đều rất đàng hoàng. Tôi tin. Cốc Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Đàng hoàng mà để con gái đi dụ dỗ đàn ông khi chưa biết đối phương có kết hôn chưa? Tôi khinh. Cốc Thanh Sơn thầm khinh bỉ, nhưng lời này không thể nói ra, nếu không nhất định sẽ tổn thương hòa khí. Lữ Khinh Nga cứ cảm thấy lời nói hành động của lão già này mang một lớp mặt nạ dối trá, nhưng mặc kệ Cốc Thanh Sơn nghĩ thế nào, Lữ Khinh Nga cũng chỉ suy xét vì tiền đồ của con gái mình. Tạm thời mặc kệ người thừa kế ý chí của Thanh Đế có kết hôn chưa, dù sao cũng phải tìm cơ hội để Thanh Uyển tiếp xúc với hắn trước, lỡ hai người vừa gặp đã ưng thì sao? Chỉ cần Thanh Uyển không ngại, chỉ cần người thừa kế cũng thích Thanh Uyển thì có kết hôn chưa cũng không quan trọng. Người đàn bà xinh đẹp tên Lữ Khinh Nga tự xưng là đàng hoàng này có tư tưởng rất cởi mở, thật là hiếm thấy. Cạch cạch cạch. Khi hai người đang trò chuyện thì một loạt tiếng bước chân ồn ào bỗng vang lên. Sau đó là giọng nói oán hận của Mạc Thanh Uyển, mẹ, vừa rồi ở bên ngoài xảy ra một chuyện suýt làm con tức điên rồi. Trước mặt người bên ngoài, Mạc Thanh Uyển luôn gọi Lữ Khinh Nga là, sư phụ, chỉ khi ở trong nhà thì mới gọi bà là, mẹ. Nhưng vừa rồi cô lại trực tiếp gọi như vậy, có thể thấy được Mạc Thanh Uyển đang uất ức đến mức nào. Lữ Khinh Nga cũng cảm thấy kỳ quái, lập tức nhíu mày hỏi, làm sao vậy Thanh Uyển? Không phải bảo các con đi ra bên ngoài dạo sao? Sao lại không vui? Mạc Thanh Uyển hung tợn trừng Lục Vân một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói, tên đầu chọc kia, không phải nói chỉ có tông chủ của các người mới chế tài được ngươi sao, hiện tại đứng trước mặt tông chủ đó, tự nói mình đã làm chuyện hèn hạ vô sỉ gì đi. Tên đầu chọc, Lục Vân nghe thấy xưng hô này thì suýt không nhịn được muốn đánh Mạc Thanh Uyển một cái nữa. Nhưng ngay trước mặt mẹ người ta nên hắn vẫn quyết định khiêm tốn một chút. Lục Vân cố gắng khắc chế chính mình. Từ từ, vừa rồi Mạc Thanh Uyển gọi người đàn bà xinh đẹp này là, mẹ, à. Lục Vân bỗng bừng tỉnh rồi cẩn thận quan sát Lữ Khinh Nga.
hắn phát hiện nét mặt của người này thật sự có vài điểm giống với Mạc Thanh Uyển. Đây không phải trọng điểm là người này là mẹ của chị Tư Vương Băng Ngưng. Rất nhanh Lục Vân đã xác định điểm này. Nhưng hắn vẫn không nói gì. Chuyện thân thế của Vương Băng Ngưng thì phải chờ hắn trở về nói ra để cô tự quyết định, Lục Vân muốn báo tin tức này cho Vương Băng Ngưng trước đã. Trước khi Vương Băng Ngưng biết chuyện này thì Lục Vân không tiện nhúng tay. Sao Lữ Khinh Nga có thể không đoán ra con gái mình bị chọc tức, hơn nữa còn tức không nhẹ, lúc nói chuyện còn run cả giọng. Là tên đầu chọc này trêu chọc con mình sao? Lữ Khinh Nga nhìn về phía Lục Vân, kết quả lại phát hiện Lục Vân đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mình, bà lập tức nhíu mày càng chặt. Tên đầu chọc này thật là không lễ phép, ai vừa gặp mặt lại nhìn chằm chằm người ta như vậy. Ấn tượng đầu tiên của Lữ Khinh Nga đối với hắn cực kỳ tệ. Cốc Thanh Sơn hắng giọng một cái, đầu tiên là đưa mắt ra hiệu cho Lục Vân, sau đó mới diễn kịch nói, Lục Vân, nói xem rốt cuộc là chuyện gì, sao cậu lại làm cô Mạc tức giận. Ông vừa thấy Lục Vân đi theo mấy người Mạc Thanh Uyển tiến vào thì giật mình, cho là thân phận người thừa kế của hắn đã bị Mạc Thanh Uyển nhận ra. Hiện tại xem ra không phải như thế. Cốc Thanh Sơn thầm thở phào một hơi. Lục Vân quay đầu nhìn về phía Mộc Bình, nói, Mộc trưởng lão, thôi bà nói đi, tôi nói không thích hợp. Mặc dù hắn ra mặt dày, nhưng cũng không tiện trắng trợn kể ra chuyện mình đè Mạc Thanh Uyển ra điên cuồng đánh mông một hồi. Nói và làm là hai chuyện khác nhau, Lục Vân chỉ thích làm, không thích nói. Mộc Bình lộ ra vẻ mặt phức tạp, đành lặp lại những gì Trương Vận từng nói trước đó lại một lần. Đại khái là Trương Vận hoài nghi Lục Vân không phải đệ tử của Đan Dương Tông. Hai người có chút hiểu lầm, sau đó Trương Vận nhờ Mạc Thanh Uyển ra tay, kết quả chọc giận Lục Vân. Cuối cùng Mộc Bình nghẹn lời một hồi rồi mới tiếp tục nói, chính là hiểu lầm như thế, sau đó Lục Vân tức không nhịn nổi đã cho cô Mạc một bài học nhỏ. Bà ta có thể làm sao đây, đương nhiên là cố gắng nói giúp Lục Vân. Kể tới bây giờ vẫn không có vấn đề gì quá lớn, trên cơ bản Lục Vân cũng không sai, bởi vì hắn là người bị vu oan. Mộc Bình cứ nhấn mạnh Lục Vân là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, hắn bị oan uổng nên mới gây ra hiểu lầm như thế. Còn có một điểm nhấn mạnh là, người ra tay trước là Trương Vận và Mạc Thanh Uyển, Lục Vân chỉ bị động đánh trả. Cốc Thanh Sơn cũng là Lão Hồ Ly, khi nghe Mộc Bình nói Trương Vận chất vấn thân phận đệ tử chân truyền của Lục Vân thì ông lập tức phản ứng, nhất định là Lục Vân đùa nghịch người ta trước. Người kế thừa ý chí của Thanh Đế thật là thích làm ầm ĩ. Cốc Thanh Sơn còn có thể làm sao, cũng chỉ có thể diễn kịch chung với Mộc Bình, ông sầm mặt lại nói vậy thì bên sai không phải là Lục Vân, mà là Trương Vận, nên phạt. Trương Vận đứng bên cạnh nghe vậy thì lập tức đen mặt, thầm cười khổ, đây là muốn đẩy mình ra gánh tội. Hắn ta có khổ không thể nói. Ai bảo Lục Vân là người kế thừa ý chí của Thanh Đế, mình gánh tội thì gánh thôi. Nhưng Mạc Thanh Uyển càng nghe càng thấy sai. Sao có thể không nghe ra Mộc trưởng lão đang tránh nặng tìm nhẹ, cố gắng bao che cho tên đầu chọc. Mạc Thanh Uyển càng tức giận mà nói, không đúng, Mộc trưởng lão căn bản không nói đến trọng điểm, rõ ràng là tên đầu chọc này đùa bỡn tôi trước. Mạc Thanh Uyển cảm thấy bình thường tính tình mình cũng khá tốt, ban đầu tên đầu chọc này chạy tới đập vai, sau đó còn véo mặt của cô. Đổi lại là người bình thường đã sớm tức giận. Nhưng tên đầu chọc này giải thích là hiểu lầm nên Mạc Thanh Uyển cũng lười so đo. Ai biết hắn không chỉ không biết bớt lại mà hành vi sau đó còn càng quá đáng. Hiện tại Mạc Thanh Uyển hoài nghi hành vi trước đó của hắn là cố ý. Tựa như Tôn Hiểu Tuyết đã nói, hắn muốn dùng cách này để đến bắt chuyện, thật là thấp kém mà. Mạc Thanh Uyển thực sự nhịn không được, thế là nói hết những hành vi cợt nhã ban đầu của Lục Vân ra. Cuối cùng cô nhìn về phía Mộc Bình mà nói, Mộc trưởng lão, vừa rồi bà nói tên đầu chọc này bị oan uổng, tức giận không nhịn nổi nên mới cho tôi một bài học nhỏ, nhờ bà giải thích xem là bài học gì. Ây, Mộc Bình lại nghẹn lời. Mạc Thanh Uyển tức giận nói, cái mông của tôi sắp bị hắn đánh cho nở hoa rồi, cái này gọi là bài học nhỏ sao? Cái gì? Mạc Thanh Uyển vừa nói ra lời này thì sắc mặt Lữ Khinh Nga lập tức lạnh xuống, Thanh Uyển con vừa nói gì? Tên đầu chọc này đánh mông của con. Mạc Thanh Uyển tủi thân gật đầu, hắn cố ý dùng cách này để sàm sỡ con, nhưng trưởng lão Đan Dương Tông còn nhất quyết bao che cho hắn. Gan chó của ngươi lớn lắm, trên người Lữ Khinh Nga lập tức bùng lên khí thế lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn chăm chú Lục Vân, lửa giận cháy hừng hực.
con gái cưng của bà lại bị người ta sàm sỡ như vậy, mấu chốt là Đan Dương Tông còn bao che cho kẻ làm ác. Từ khi nào Đan Dương Tông biến thành tông môn buồn nôn như vậy? Không khí ở hiện trường lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Cốc Thanh Sơn cũng nhịn không được mà thầm chấn động. Ông biết vấn đề xuất hiện trên người Lục Vân, nhưng không ngờ lại quá. Thực sự không biết nên làm sao diễn tiếp tuồng kịch này nữa. Cốc Thanh Sơn rất bất đắc dĩ. Ông không biết là lúc đầu Lục Vân thật sự ngộ nhận Mạc Thanh Uyển thành Vương Băng Ngưng nên mới chạy tới véo mặt cô, mà không phải cố ý đùa giỡn. Nhưng nói ra lời này ai mà tin? Có lẽ Lữ Khinh Nga sẽ tin, dù sao bà mất một đứa con gái nên không có khả năng không biết, nhưng như vậy chẳng phải sẽ làm lộ chuyện chị Tư sao? Lỡ chị Tư căn bản không muốn về Vân Sơn Thư Viện thì sao? Vậy không phải là tự tìm phiền phức à? Cho nên Lục Vân dứt khoát thừa nhận, dù sao mình cũng thật sự đánh con gái người ta mấy cái, thế là hắn tiến lên một bước và nói, là đệ tử phạm sai lầm trước, xin tông chủ trục xuất đệ tử khỏi tông môn để trừng phạt. Cốc Thanh Sơn sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại. Sắc mặt ông ta bỗng trầm xuống rồi quát lớn, Lục Vân, nếu cậu tự biết mình phạm sai lầm lớn thì tôi nhất định phải trừng phạt, như cậu mong muốn, kể từ hôm nay cậu không còn là môn nhân của Đan Dương Tông nữa. Biểu cảm của Cốc Thanh Sơn muốn nghiêm túc bao nhiêu có nghiêm túc bấy nhiêu. Kỹ thuật diễn xuất thật đến mức khó tin. Xưa nay Lục Vân không phải là môn nhân của Đan Dương Tông thì lấy đâu ra chuyện trục xuất sư môn, chỉ là làm dáng một chút cho mẹ con Lữ Khinh Nga xem thôi. Cốc Thanh Sơn không khỏi bội phục Lục Vân, thủ đoạn trốn nợ này thật là cao minh. Mạc Thanh Uyển là đại mỹ nữ đứng đầu, dung mạo dáng người khí chất đều là đệ nhất. Lục Vân dùng một thân phận giả mà dê con người ta rồi lại chủ động xin nhận phạt để vứt bỏ thân phận này, thật là không thiệt thòi gì cả. Cốc Thanh Sơn sống đến tuổi này mà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thao tác sắc bén như vậy, không bội phục cũng không được. Cô Mạc, hiện tại tôi đã đuổi tên đầu chọc này. À, tôi đã trục xuất Lục Vân khỏi sư môn, về sau sống hay chết cũng không liên quan đến Đan Dương Tông nữa, cô có hài lòng với cách xử phạt này không? Mạc Thanh Uyển rơi vào trầm mặc. Kỳ thật cô không phải người xấu, cũng không có tính cách được lý không buông tha người, chủ yếu là do lần này Lục Vân thực sự quá đáng quá. Còn có một loạt hành vi bao che của Đan Dương Tông cũng làm cô cảm thấy rất tức giận nên mới yêu cầu nghiêm trị Lục Vân. Nhưng trừng phạt trục xuất sư môn này có quá nghiêm trọng hay không? Mạc Thanh Uyển không khỏi nhớ lại những lời trước đó Mộc Bình nói, Lục Vân là chân truyền duy nhất của Lưu Lão, hiện tại Lưu Lão thì cốt chưa lạnh. Mà đã trục xuất đệ tử của lão khỏi sư môn thì có vô tình quá không? Mạc Thanh Uyển đột nhiên sinh ra chút áy náy nên thỉnh cầu, Cốc Tông Chủ, thôi thì đổi cách trừng phạt đi, ví dụ như cấm đoán hắn mấy tháng chẳng hạn. Không được, Mạc Thanh Uyển vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy Lục Vân quả quyết mở miệng nói, Lục Vân này là đàn ông, đã làm sai chuyện thì phải gánh chịu trách nhiệm. Tôi thừa nhận lúc ấy mình bị ma quỷ ám ảnh. Trông thấy cô Mạc đẹp như tiên tử nên mới không nhịn được làm ra chuyện hồ đồ, tôi đáng bị phạt. Nhưng trong lòng hắn lại có nhận thức mới đối với Mạc Thanh Uyển. Mạc Thanh Uyển muốn nói lại thôi. Lữ Khinh Nga lạnh mặt nói, Thanh Uyển, đừng thương hại loại người này, thật sự là hắn đáng bị phạt, hơn nữa mẹ cảm thấy phạt như vậy còn chưa đủ nghiêm trọng. Tên đầu chọc đáng chết này làm bẩn sự trong sạch của con, chỉ trục xuất sư môn đã coi như lời cho hắn. Mạc Thanh Uyển kinh ngạc nhìn mẹ mình. Trục xuất sư môn rồi còn chưa đủ nghiêm trọng. Tựa như cô ở Vân Sơn Thư Viện từ nhỏ đến lớn, nếu có một ngày vì phạm sai lầm mà cô bị Vân Sơn Thư Viện trục xuất thì nhất định sẽ khó chịu cùng cực. Hơn nữa cũng đâu tới mức làm bẩn trong sạch gì chứ. Mạc Thanh Uyển không dám gật bừa theo ý mẹ mình. Lúc này Lữ Khinh Nga đột nhiên nhìn về phía Cốc Thanh Sơn, hừ lạnh một tiếng và nói, chuyện xử phạt tên đầu chọc này coi như xong. Nhưng Đan Dương Tông các người có phải nên giải thích thêm hay không? Cốc Thanh Sơn thấy dáng vẻ được lý không buông tha của Lữ Khinh Nga thì lập tức nhận ra tâm tư của bà, nhưng ông lại giả vờ ngây ngốc nói, cô còn muốn giải thích gì nữa? Nói cho tôi biết tin tức người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Quả nhiên là thế. Cốc Thanh Sơn biết ngay người đàn bà này vẫn đang nhắm vào người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Đầu tiên là mượn chuyện Lục Vân đụng chạm Mạc Thanh Uyển để biểu đạt phẫn nộ. Dù đã trục xuất Lục Vân khỏi sư môn thì bà vẫn rất bất mãn, đây là vì làm nền cho bước này thôi. Quả nhiên là thứ tâm cơ âm trầm. Cốc Thanh Sơn thầm mắng. Nhưng sau đó ông lại lộ vẻ quái dị.
Người mà bà một lòng muốn tìm không phải đang ở trước mặt sao? Vừa rồi không phải bà mắng hắn là đầu chọc đáng chết sao? Sao lúc này lại quay qua hỏi tôi chứ? Cốc Thanh Sơn thực sự không biết nên diễn tả tâm tình lúc này của mình như thế nào, thật là quá bi hài. Cốc Thanh Sơn lắc đầu nói, tôi tuyệt đối không nói cho bà biết thân phận của người thừa kế, hơn nữa tôi cảm thấy người đó cũng không muốn gặp bà. Lữ Khinh Nga sững sờ hỏi, vì sao lại nói như vậy? Ha ha, Cốc Thanh Sơn cười lạnh hai tiếng, trên mặt mang đầy thâm ý, nhưng lại không nói gì mà chỉ tiếp tục lắc đầu. Lữ Khinh Nga hận đến ngứa răng, trong lòng tức giận mắng miệng lão hồ ly này kín như bị may mấy mũi vậy. Bà lơ đãng liếc qua liền phát hiện tên đầu chọc sau lưng đang mím môi như cố nhịn cười, khó chịu trong lòng Lữ Khinh Nga lập tức bộc phát, quát lạnh một tiếng, ngươi cười cái gì? Lục Vân đang cười cái gì? Đương nhiên là cười Lữ Khinh Nga. Làm lớn chuyện cả buổi thì ra người phụ nữ này là muốn tìm mình. Sau khi Lục Vân có được ý chí truyền thừa của Thanh Đế thì vẫn không biết thứ này làm được gì, về sau mới biết được nó đại diện cho một loại cơ duyên. Giống như những nhân vật chính đều là con của thần may mắn ấy. Sự may mắn này chính là một loại cơ duyên. Cho nên cuối cùng những người bạn bên cạnh các nhân vật chính kia đều ít nhiều gì cũng có được chút may mắn, gây dựng nên sự nghiệp lẫy lừng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hiện tại Lục Vân chính là tình huống như thế. Đương nhiên Lữ Khinh Nga hy vọng con gái mình có thể kết bạn với một người có đại cơ duyên, tốt nhất là kết thành bạn lữ thì ngày sau sẽ được nhờ vả nhiều hơn. Mục đích rất đơn thuần. Hiện tại rốt cuộc Lục Vân cũng biết sau khi mình trở thành người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì được hoan nghênh đến cỡ nào. Nhưng mà Lữ Khinh Nga à, người có đại cơ duyên là tôi rõ ràng đang đứng trước mặt bà, kết quả bà lại không biết mà còn mắng tôi là đầu chọc đáng chết. Đầu chọc đắc tội bà cái gì hả? Cao thủ tuyệt đỉnh thì càng chọc càng mạnh. Lục Vân bị một loạt thao tác của Lữ Khinh Nga làm phì cười, nhưng cũng chỉ mím môi hơi lộ ra ý cười mà thôi. Hắn đã rất khắc chế. Xem như để lại cho Lữ Khinh Nga một chút tôn trọng. Nhưng Lục Vân đã đánh giá thấp độ nhạy cảm của người phụ nữ này, cũng đánh giá thấp độ tinh mắt của bà, chỉ trong giây lát hắn đã bị Lữ Khinh Nga bắt tại trận. Lữ Khinh Nga đang ứa lửa trong lòng. Bà đã quấy rầy Cốc Thanh Sơn đòi hỏi lâu như vậy, nói mòn cả miệng mà chẳng moi được ra chút tin tức hữu dụng nào cả. Lão hồ ly Cốc Thanh Sơn này không niệm tình cũ hai người giao dịch nhiều lần. Không để lộ ra cả một sợi lông. Đương nhiên Lữ Khinh Nga rất phiền muộn. Bà quay đầu vừa vặn nhìn thấy Lục Vân đang cười. Tên đầu chọc đáng chết này còn dám chế giễu bà. Buồn bực trong lòng Lữ Khinh Nga lập tức hóa thành lửa giận rồi bùng nổ, tức giận nói, ngươi cười cái gì? Gương mặt bà rét lạnh, giọng điệu đàn áp người. Lục Vân lập tức thu nụ cười lại, im lặng nói, cười cũng phạm pháp à? Ông đây muốn cười liền cười, bà quản được sao? Hắn không ưa nhất là kiểu người này. Tôn trọng là đến từ hai bên. Ai tôn trọng mình thì Lục Vân sẽ tôn trọng lại, nhưng nếu đụng phải những kẻ bá đạo, ngang ngược không nói lý thì Lục Vân sẽ càng bá đạo, càng ngang ngược hơn đối phương. Tính cách hắn chính là như thế. Gặp cuồng thì cuồng, không đổi được. Ngươi còn dám chống đối ta. Lữ Khinh Nga có một gương mặt rất xinh đẹp chững chạc, bởi vì tu luyện nên làn da bà rất tinh xảo, không nhìn ra được chút nếp nhăn nào. Có thể nói là rất đáng trầm trồ. Lục Vân đã từng gặp mấy mỹ nhân điển hình không thua trước 5 tháng, mẹ của chị Khuynh Thành Khương Dung là một, dì út Doãn Thu Thủy của hắn là hai. Nhưng Lữ Khinh Nga còn diễm lệ hơn hai người bọn họ. Tu luyện giả có khí huyết càng sung mãn hơn người bình thường và tu võ giả, tốc độ giải yếu cũng chậm hơn rất nhiều. Lục Vân nhớ trước kia có nghe lão đạo sĩ sư phụ kể mình từng gặp một nữ tu luyện giả hơn 60 tuổi mà làn da được giữ gìn y như 30 mấy tuổi. Ông còn kể cho Lục Vân nghe một đoạn tình duyên ngắn ngủi của mình với nữ tu luyện giả kia. Đó là chuyện cũ nhớ lại mà kinh hãi lúc còn trẻ của Thiên Huyền Tử, ông cho là mình gặp được một chị gái ấm lòng, kết quả lại là một bác gái lão luyện. Hai chữ thôi, tắt nắng. Đó là mối tình đầu của Thiên Huyền Tử. Sau khi ông biết được chân tướng thì nước mắt bất giác chảy xuống, từ nay về sau không tin chân tình, lưu lạc bụi hoa, triệt để thả bay bản thân. Chuyện cũ này là Thiên Huyền Tử lơ đãng nói lộ ra trong một lần uống say. Lúc đó Lục Vân còn nhỏ, căn bản không cách nào tưởng tượng nổi lão đạo sĩ sư phụ lúc còn trẻ lại đớp được một bác gái hơn 60 tuổi. Mãi đến khi tu luyện có thành tựu, hắn mới phát hiện không có gì là không thể.
Đừng nói 60 tuổi, dù đến 100 tuổi thì chỉ cần tu vi đủ cao cũng có thể càng sống càng trẻ. Bây giờ suy nghĩ lại thì kỳ thật Thiên Huyền Tử cũng không lỗ, mặc dù bác gái kia không cho ông một lần đầu tốt đẹp nhất, nhưng lại cho ông kỹ thuật thành thạo nhất. Kiếm bổn không lỗ. Sắc đẹp của Lữ Khinh Nga không tệ, nhưng vẻ mặt cay nghiệt lúc này của bà lại làm hình tượng bị trừ điểm nặng. Chí ít Lục Vân cảm thấy như vậy. Tôi biết tuổi của bà lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng bà và tôi không thân chẳng quen, lại không phải trưởng bối của tôi, sao lại nói là tôi chống đối bà. Lục Vân không nể mặt Lữ Khinh Nga chút nào. Mộc Bình đứng bên cạnh nghe thấy lời này thì lập tức thầm cười khổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời này bà ta nghe quá quen tai. Lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vân, bà ta cũng bị Lục Vân chửi là lão yêu bà, trong lòng cực kỳ tức giận. Phụ nữ dù ở tuổi nào cũng kiêng kỵ bị người khác nói mình già. Quả nhiên, khuôn mặt Lữ Khinh Nga lập tức lạnh căm căm, tức điên đến mức mũi muốn lệch qua một bên. Cái gì gọi là tuổi của tôi lớn hơn cậu rất nhiều. Cũng chỉ 20-30 tuổi thôi. Rất nhiều sao? Còn liên tục sử dụng hai chữ rất nhiều, cố ý nhấn mạnh vào đó, sao cậu lại không biết ăn nói như vậy chứ? Lữ Khinh Nga bước lên một bước, giơ bàn tay lên muốn tát vào mặt Lục Vân, tên đầu chọc không biết tốt xấu, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Chậm đã, Cốc Thanh Sơn thấy Lữ Khinh Nga chuẩn bị động thủ thì lập tức giật mình, vội vàng ngăn cản, cô Lữ, người trẻ tuổi tính tình xúc động, khó tránh khỏi nói nhầm, cô so đo với cậu ta làm gì. Thế nào, Cốc Tông Chủ muốn che chở cho hắn? Lữ Khinh Nga quay đầu liếc nhìn Cốc Thanh Sơn, lạnh lùng nói, hiện tại tên chọc đầu này đã không phải là đệ tử của Đan Dương Tông các người, tôi nhớ ông vừa nói hắn sống hay chết cũng không liên quan đến ông đúng không? Nếu không liên quan thì tôi dạy cho tên tiểu bối vô lễ này một trận có vấn đề gì sao? Cốc Thanh Sơn vốn còn muốn nói cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, được thôi, nếu Lữ Khinh Nga đã hạ quyết tâm muốn chút giận lên Lục Vân thì ông cũng lười quản. Dù sao Lữ Khinh Nga cũng không phải là đối thủ của Lục Vân. Cốc Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nói, nếu tâm ý của cô Lữ đã quyết, vậy xin cứ tự nhiên, nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở một câu, cô nhớ đừng hối hận. Hối hận? Nói đùa cái gì? Lữ Khinh Nga lửa giận công tâm, căn bản không suy nghĩ nhiều mà bắn đôi mắt lạnh lẽo như thanh kiếm sắc bén về hướng Lục Vân. Tên chọc đầu quá vô lễ, ta tát người ba bạt tay coi như dạy dỗ, không quá đáng chứ? Không quá đáng, bất ngờ là Lục Vân lại trả lời như vậy, hơn nữa còn rất chấn định. Sau đó Lục Vân còn nói thêm, ba cái bạt tay không quá đáng, tôi hoàn toàn có thể nhận, nhưng tôi sợ bà không có bản lĩnh này. Buồn cười, hiện tại ta để cho ngươi xem rốt cuộc ta có bản lĩnh này không. Lữ Khinh Nga hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nhảm với Lục Vân mà trực tiếp tát thẳng một bạt tay lên mặt hắn. Thật sự có can đảm động thủ. Trong đôi mắt đen nhánh của Lục Vân đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Lúc đầu nể tình người phụ nữ này là mẹ của Vương Băng Ngưng nên Lục Vân còn chuẩn bị chừa chút mặt mũi cho bà, nhưng nếu bà đã hùng hổ dọa người như thế thì ngại quá, khỏi cần mặt mũi sất. Cốc Thanh Sơn. Nhưng ngay khi bàn tay của Lữ Khinh Nga sắp tát xuống, Lục Vân sắp có hành động thì một tiếng giống ngập trời đã vang vọng Đan Dương Tông. Ông! Tiếng quát vang dội này cuốn theo kiếm ý, làm cho cả đại trận hộ sơn của Đan Dương Tông cũng run lên nhẹ nhẹ. Mặc dù thua kém khí thế trước đó Lục Vân phóng ra, nhưng trong nháy mắt cũng làm kinh động trên dưới Đan Dương Tông. Lữ Khinh Nga lộ ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng bàn tay này cũng chưa kịp hạ xuống, bà nghiêng đầu sang kinh ngạc nhìn Cốc Thanh Sơn. Nghe tiếng quát này thì có vẻ kẻ đến không phải hiền lành gì. Cùng lúc đó, trong đầu Lục Vân vang lên một giọng nói suy yếu, tiểu Lục Vân. Chị Thanh Đàn. Ánh mắt Lục Vân đột nhiên lạnh xuống, biết Lâm Thanh Đàn đang thông qua pháp trận ý niệm liên hệ với mình thì lập tức quay đầu nói với Mộc Bình, dẫn tôi đi gặp chị hai. Mộc Bình cũng đột nhiên phản ứng, sắc mặt hơi thay đổi mà nói, đi theo tôi. Hai người vội vàng chuẩn bị rời đi. Ta đồng ý cho ngươi rời đi chưa? Lữ Khinh Nga thấy thế thì đột nhiên nhanh chân đuổi kịp, bỗng giơ tay đặt lên vai Lục Vân, không chịu bỏ qua cho hắn. Cút ngay, đừng đến trêu chọc tôi. Nhưng ngay khi tay Lữ Khinh Nga đè lên thì trên người Lục Vân đã bộc phát ra khí lạnh căm căm, còn lạnh thấu xương hơn khí thế của Lữ Khinh Nga. Hiện tại hắn một lòng mong nhớ Lâm Thanh Đàn, đâu còn tâm tình lãng phí thời gian ở đây với Lữ Khinh Nga.
Lữ Khinh Nga sửng sốt. Trong nháy mắt Lục Vân mở miệng, trong lòng bà đột nhiên chấn động một cách quỷ dị. Đó không chỉ là khí lạnh, mà càng giống sát khí hơn. Một sát khí lạnh giá tỏa ra từ trong cơ thể Lục Vân. Thằng nhãi này, Lữ Khinh Nga lấy lại tinh thần, bàn tay còn cứng lại trên không trung, mà Lục Vân thì chỉ còn lại một bóng lưng. Lữ Khinh Nga yên lặng thu bàn tay về rồi nhíu chặt mày. Cốc Thanh Sơn cũng không có tâm tư phản ứng bà mà nghiêm túc sải bước ra khỏi đại điện, tiến đến nơi phát ra giọng nói kia. Dám gọi thẳng tên của ông ngay trước mặt tất cả mọi người của Đan Dương Tông, hơn nữa còn là một tiếng giống mang theo kiếm ý, đây đã là khiêu khích vô cùng nghiêm trọng. Cốc Thanh Sơn không ra mặt thì không được. Phía sau núi Đan Dương Tông có một căn nhà đá bố trí trận pháp che đậy, nơi này là cấm địa của Đan Dương Tông, không được tông chủ và trưởng lão đồng ý thì không ai được đi vào. Lục Vân không phải đệ tử của Đan Dương Tông nên theo lý càng không có tư cách tiến vào, nhưng bởi vì thân phận của hắn tương đối đặc thù nên Mộc Bình trực tiếp dẫn hắn đi vào. Nhà đá có không gian rất lớn, không khí lưu thông cũng thông thuận, không có cảm giác chật trội và đè nén gì. Ở chính giữa có một vách đá hình vuông đứng thẳng, trên đó có khắc tâm pháp Thanh Đế. Người con gái nằm ở đó chính là Lâm Thanh Đàn. Nhưng lúc này sắc mặt của cô lại hơi tái nhợt. Quá khó khăn, Lâm Thanh Đàn thật sự quá khó khăn. Lần thứ nhất lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế, cô vừa bước vào thời khắc mấu chốt thì kết quả lại bị khí thức của Lục Vân quấy nhiễu, cô bất đắc dĩ gián đoạn rồi bị thương nhẹ. Cô không trách Lục Vân, chỉ cần lĩnh ngộ lần nữa là được. Lần thứ hai lĩnh ngộ có tiến triển rất thuận lợi, rất nhanh Lâm Thanh Đàn đã đắm chìm vào lần nữa, đồng thời đã đến giai đoạn kết thúc. Nhưng ai ngờ vào bước cuối cùng sắp thành công thì đột nhiên có một tiếng giống kinh thiên cắt ngang cô tiếp. Nếu như chỉ là tiếng quát bình thường, dù giọng lớn đến mấy thì có trận pháp che đậy cũng không quấy dậy được Lâm Thanh Đàn, đáng giận là trong giọng nói đó còn mang theo kiếm ý. Khi kiếm ý chấn động, đại trận hộ sơn của Đan Dương Tông sẽ tự động tiến hành phòng ngự. Mà đại trận hộ sơn là căn cơ của toàn bộ tông môn, nó khẽ động cũng làm toàn bộ tông môn chịu ảnh hưởng. Vừa rồi khi âm thanh kia vang lên, trận pháp che đậy chung quanh căn nhà đá này cũng rung động theo và đánh thức Lâm Thanh Đàn. Lĩnh ngộ tâm pháp kiêng kỵ nhất chính là đột nhiên bị cắt ngang. Đây đã là lần thứ hai Lâm Thanh Đàn bị quấy nhiễu, hơn nữa do là lần thứ hai nên trầm trọng hơn lần đầu nhiều, vì thế sau khi bị quấy nhiễu cô phải chịu phản tác dụng mạnh hơn. Lần này Lâm Thanh Đàn bị nội thương nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Cái thanh đỉnh kia không khống chế được bay ra, co lại một bên rồi không ngừng lóe ra tia sáng, cũng may có trận pháp che đậy nên khí tức của thanh đỉnh không bị lộ ra ngoài. Mộc Bình lập tức cho Lâm Thanh Đàn ăn một viên đan dược chữa thương rồi quay đầu nói với Lục Vân, cô Lâm bị cắt ngang hai lần liên tục, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ khôi phục rồi mới lĩnh ngộ lại được. Lục Vân khẽ gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Lâm Thanh Đàn nhất định phải lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế, nếu không sẽ luôn bị thanh đỉnh giày vò đau đớn. Áy náy trong lòng Lục Vân càng sâu. Đều do mình, nếu không phải ngày đó mình làm ẩu thì chị Thanh Đàn đã lĩnh ngộ thành công ngay vào lần đầu, sẽ không xuất hiện tình trạng bị quấy giày lần thứ hai. Nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho người lên tiếng quấy giày vừa rồi. Ánh mắt Lục Vân đột nhiên phát lạnh, nói, Mộc trưởng lão, bà chiếu cố cho chị hai tôi. Tôi muốn đi ra ngoài làm chút chuyện. Đan Dương Tông. Phía trên tông môn có một lão giả khuôn mặt nham hiểm, chân đạp phi kiếm lơ lửng trên không, khiến vô số đệ tử Đan Dương Tông phải ngửa đầu quan sát với vẻ mặt bối rối. Vừa rồi chính là lão giả này đột nhiên phát ra một tiếng giống mang theo kiếm ý hùng mạnh làm kinh động tất cả mọi người trong tông môn. Nếu không có đại trận hộ sơn thì không biết tiếng giống lúc nãy đã làm bao nhiêu đệ tử Đan Dương Tông hộc máu bỏ mình. Ông Chính Nguyên. Người có ý gì? Cốc Thanh Sơn âm trầm đi ra. Ông nhận ra lão giả này tên là ông Chính Nguyên, là một vị trưởng lão của Quỷ Kiếm Tông có thực lực cực kỳ mạnh, có lẽ đã đạt tới Kim Đan Kỳ Trung Kỳ. Từ trước đến nay quan hệ giữa Quỷ Kiếm Tông và Đan Dương Tông không tốt lắm. Nhưng cũng chưa từng có trường hợp dám trực tiếp chạy đến cửa khiêu khích như ông Chính Nguyên. Dù sao đại trận hộ sơn của Đan Dương Tông cũng không phải ăn chay. Lúc này đã có mấy vị trưởng lão vào chỗ. Chuẩn bị sẵn sàng mở đại trận hộ sơn ra. Chỉ cần ông Chính Nguyên dám làm ra chuyện khác người gì thì họ sẽ không tiếc ngưng tụ ra kiếm thế, chém giết ông ta ngay tại đây. Đôi mắt âm trầm như nước của ông Chính Nguyên chớp động, cười khẽ nói, nghe nói Đan Dương Tông xuất hiện một người kế thừa ý chí của Thanh Đế, chúc mừng chúc mừng.
lại đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế sao? Cốc Thanh Sơn sầm mặt lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mấy ngày qua trừ Vân Sơn Thư Viện ra thì đã có không ít tông môn đều đến tìm hiểu tin tức của người kế thừa ý chí của Thanh Đế, nhưng trong đó không có Quỷ Kiếm Tông. Quỷ Kiếm Tông và Đan Dương Tông bất hòa, nếu họ để mắt tới người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì tuyệt đối không phải đến với ý tốt mà là ác ý. Cốc Thanh Sơn trầm giọng nói, nếu ngươi cũng đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì mời trở về đi, Đan Dương Tông không chào đón ngươi. Tạm dừng không nói đến chuyện quan hệ giữa hai tông rất tệ, dù quan hệ bình thường thì với dáng vẻ khiêu khích của ông Chính Nguyên, Cốc Thanh Sơn cũng không có khả năng nói cho ông ta bất cứ tin tức nào. Làm Cốc Thanh Sơn bất mãn nhất chính là khi đối thoại với mình mà ông Chính Nguyên vẫn dẫm lên một thanh phi kiếm đứng giữa không trung, đây rõ ràng là xem thường. Một tên trưởng lão của Quỷ Kiếm Tông lại dám xem thường tông chủ Đan Dương Tông, thực là phách lối. Vô số đệ tử Đan Dương Tông thấy cảnh này cũng rất bực tức, lửa giận hừng hực. Ông Chính Nguyên lắc đầu nói, ta không đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế, lần này tới là có chuyện khác muốn hỏi Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão không có ở đây, Cốc Thanh Sơn không vui trả lời. Vậy thì Cốc Tông Chủ nói cho ta đáp án đi, ta cảm thấy Mộc Bình nhất định đã báo tình hình lại cho Cốc Tông Chủ. Ông Chính Nguyên lộ ra một nụ cười lạnh thâm trầm. Ánh mắt của Cốc Thanh Sơn chợt lóe lên. Ông đã đoán ra đại khái mục đích ông Chính Nguyên tới nơi này. Cái này phải kể lại từ lần đầu tiên Đan Dương Tông phát hiện Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh. Tông chủ và trưởng lão của Đan Dương Tông đều có tư cách lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế. Cho dù bọn họ không có Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, nhưng sau khi lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế cũng sẽ có ích rất lớn đối với thuật luyện đan. Nhưng những trưởng lão của Đan Dương Tông, bao gồm cả Cốc Thanh Sơn, đều có ngộ tính không ra sao, không ai có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh tâm pháp Thanh Đế. Trưởng lão lĩnh ngộ sâu nhất trong đó họ La, cũng chỉ đến được tầng thứ 7 mà thôi. Lúc trước cũng là vị La trưởng lão này dựa vào tâm pháp Thanh Đế mà phát giác ra khí tức của Huyền Hỏa Đỉnh nên đã phái đệ tử chân truyền của mình là bọn Lăng Phong, Hàn Nguyệt xuống núi tìm kiếm. Để an toàn, Cốc Thanh Sơn còn bảo Mộc Bình đi cùng. Lúc đầu chuyện này chỉ có Đan Dương Tông biết được. Bởi vì Côn Luân rời xa thế tục, nếu như không lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế thì tu luyện giả bình thường không có khả năng phát giác được khí tức của Huyền Hỏa Đỉnh đột nhiên xuất hiện ở nơi xa xôi như vậy. Nhưng không biết tại sao mà tin tức này vẫn bị lộ ra ngoài, để những tông môn khác biết. Thế là một số kẻ lòng mang độc kế đã lặng lẽ đi theo đệ tử của Đan Dương Tông đến phía Nam Long Quốc, trong đó bao gồm cả ông lão quỷ của Quỷ Kiếm Tông và công tử Vũ của Vân Sơn Thư Viện. Đây chính là nguyên nhân vì sao những tu luyện giả hiếm thấy ở thế tục lại cùng lúc xuất hiện ở xung quanh Hạnh Lâm Đường như vậy. Đáng tiếc họ xui xẻo đụng phải một sát thần, cũng chính là Lục Vân, hắn bá đạo mà đánh giết ông lão quỷ và công tử Vũ. Mà Mộc Bình nhờ để lộ ra tin tức về tâm pháp Thanh Đế mà trốn thoát một kiếp. Sau khi trở về, Mộc Bình đã báo lại chuyện đêm hôm đó cho Cốc Thanh Sơn, trong đó bao gồm luôn chuyện Lục Vân đánh giết đám người ông lão quỷ. Hôm nay, người khách ông Chính Nguyên không mời mà đến này chính là anh trai ruột của ông lão quỷ. Ông ta vừa nói không phải đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế, hơn nữa còn nhắc đến Mộc Bình, Cốc Thanh Sơn lập tức đoán ra ông Chính Nguyên đến vì em mình. Nhưng ông Chính Nguyên không biết là hung thủ giết chết em ông ta chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế vừa xuất hiện vào mấy ngày trước. Cốc Tông Chủ, chỗ ta có một khối ngọc tủy, là ngọc tủy bản mệnh của em ta, nhưng trước đây không lâu nó đột nhiên đã nứt vỡ. Đương nhiên ông Chính Nguyên biết mục đích em mình là ông lão quỷ xuống núi là vì tranh đoạt Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, nhưng không bao lâu sau ngọc tủy bản mệnh của ông lão quỷ lại nứt ra, chứng tỏ ông ta đã gặp nạn. Nhưng cụ thể là gặp nạn ở đâu, nguyên nhân gặp nạn là gì thì ông Chính Nguyên cũng không biết. Cho nên ông ta mới chạy tới Đan Dương Tông, muốn tìm Mộc Bình hỏi cho ra lẽ. Nghe thấy lời này của ông Chính Nguyên, Lữ Khinh Nga nhướng mày, đột nhiên nhớ tới một việc. Cũng vào thời gian trước, công tử Vũ của Chu gia Vân Sơn Thư Viện cũng lén chạy ra Côn Luân, chắc cũng là vì Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh. Nghe nói không lâu sau đó ngọc tủy bản mệnh của công tử Vũ đã nứt. Không chỉ như thế, một vị kim đan kỳ do Chu gia phái đi bảo hộ công tử Vũ cũng mất mạng. Lữ Khinh Nga vốn không nghĩ đến chuyện này, bởi vì thế lực của Vân Sơn Thư Viện phức tạp nên bà cũng không quan tâm đến chuyện của Chu gia lắm. Lúc này ông Chính Nguyên đột nhiên nhắc đến mới làm Lữ Khinh Nga nhớ ra. Thật không biết họ đã trải qua cái gì ở bên ngoài mà đều toi mạng như vậy.
ông lão quỷ và công tử Vũ đều toi mạng ở bên ngoài. Kinh khủng nhất chính là tu luyện giả kim đan kỳ của Chu gia cũng chết rồi. Nhưng ngặt nổi là Mộc Bình lại trở về. Điều này chứng minh rất có khả năng Mộc Bình biết được chân tướng, nếu thế thì Cốc Thanh Sơn nhất định cũng biết. Lần này ông chính nguyên tới vì chân tướng liên quan đến chuyện em trai ông ta ông lão quỷ gặp nạn. Lữ Khinh Nga cũng hiếu kỳ nhìn về phía Cốc Thanh Sơn. Bà không có hứng thú với cái chết của công tử Vũ và cũng lười hỏi đến, nhưng không có nghĩa là bà không tò mò, đồng dạng cũng muốn biết sốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì. Làm sao Cốc Thanh Sơn có thể nói ra chân tướng cho họ? Ông trầm ngâm một lát rồi nói, ông chính nguyên, ngọc tủy bản mệnh của em trai ngươi nứt vỡ có liên quan gì đến Mộc trưởng lão? Liên quan gì đến Đan Dương Tông bọn ta? Ta không nói em ta chết liên quan đến Mộc Bình, chỉ muốn hỏi bà ta tình hình bên ngoài thôi. Thật có lỗi, Mộc trưởng lão đã nói với ta là từ lúc ra ngoài đến khi về căn bản không nhìn thấy em trai ngươi, cho nên bọn ta cũng không biết ông lão quỷ chết thế nào. Thấy Cốc Thanh Sơn không chịu thừa nhận, gương mặt hung ác của ông chính nguyên biến ảo mấy phần, sau đó âm trầm nói, Cốc Tông Chủ, ngươi đừng làm ta khó xử. Cốc Thanh Sơn hừ lạnh nói, không biết chính là không biết, ngươi hỏi thế nào cũng không biết, mời trở về đi. Ông chính nguyên trầm mặc một lát. Bỗng nhiên, ông ta thâm trầm cười một tiếng và nói, nếu Cốc Tông Chủ đã nói như vậy thì ta sẽ không làm khó, nhưng ta muốn nhắc nhở đệ tử Quý Tông là ra ngoài cẩn thận một chút. Uy hiếp trắng trợn, sắc mặt Cốc Thanh Sơn tái xanh. Đông đảo đệ tử Đan Dương Tông cũng lộ vẻ sợ hãi. Những đệ tử Đan Dương Tông bọn họ sẽ thường ra ngoài ngắt dược thảo để luyện chế đan dược, không phải tất cả dược liệu đều trồng ra được ở dược viên. Hiện tại ông chính nguyên nhắc nhở họ ra ngoài cẩn thận chính là uy hiếp. Đám người vừa giận vừa sợ. Ông chính nguyên thì cười lạnh một tiếng rồi dẫm lên phi kiếm chuẩn bị rời đi. Dù sao ông ta đã biểu đạt rất rõ ràng, cứ để Cốc Thanh Sơn quyết định, rốt cuộc là ẩn giấu chân tướng hay là muốn bảo hộ những đệ tử tông môn này. Vèo! Ông chính nguyên vừa chuẩn bị ngự kiếm phi hành thì đột nhiên có một bóng người bắn ra từ hướng của Đan Dương Tông với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chặn trước mặt ông ta. Đó là một người đầu trọc. Một tên đầu trọc mang vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đột nhiên đứng trước mặt ông chính nguyên, chặn đường đi của ông ta. Ông chính nguyên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nheo mắt lại phóng ra tia sáng âm hàn rồi cười lạnh nói, thế nào, người muốn đại diện cho Đan Dương Tông đến cản ta? Lục Vân mặc quần áo Đan Dương Tông trên người, ông chính nguyên vô thức cho rằng hắn là đệ tử của Đan Dương Tông. Lục Vân lạnh lùng nói, không phải đại diện cho Đan Dương Tông, là một tiếng chó sủa vừa rồi của ngươi quấy rầy đến người phụ nữ yêu mến của ta. Giọng nói của hắn không quá lớn. Nhưng từ thời khắc hắn lao ra chặn đường ông chính nguyên thì trên dưới Đan Dương Tông liền triệt để yên tĩnh lại, cho nên giọng nói của hắn trở nên rất lớn. Tên đầu trọc này dám đi cản ông chính nguyên. Phải biết rằng tông chủ mà không dựa vào đại trận hộ sơn thì cũng không phải đối thủ của ông chính nguyên. Nhưng càng rợn người chính là tên đầu trọc này còn nói ông chính nguyên sủa, không phải là đang mắng ông chính nguyên là chó sao. Hắn làm sao dám? Rất nhiều đệ tử của Đan Dương Tông đang run rẩy. Là run thay cho tên đầu chọc kia. Đồng thời họ cũng hoảng sợ, lo lắng ông chính nguyên sẽ vì tên đầu chọc này mà giận cá chém thất những đệ tử khác của Đan Dương Tông. Lúc đầu ông chính nguyên đã uy hiếp họ cẩn thận khi đi ra ngoài, hiện tại tên đầu chọc này chọc giận ông chính nguyên thì có phải về sau ông ta sẽ xuống tay càng tàn nhẫn khi gặp phải đệ tử Đan Dương Tông không? Tên đầu chọc này chính là Sao Chổi. Không ít đệ tử Đan Dương Tông thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôn Hiểu Tuyết bên cạnh Mạc Thanh Uyển khẩn trương bắt lấy cánh tay ngọc của cô, mở to hai mắt nói, Thanh Uyển, đầu chọc kìa, mau nhìn, đầu chọc điên rồi hay sao mà dám đi khiêu khích ông chính nguyên. Tôi có mắt, Mạc Thanh Uyển câm nín. Câm nín đối với Tôn Hiểu Tuyết, đồng thời càng câm nín với Lục Vân. Thật không biết tên đầu chọc kia suy nghĩ cái gì, đầu tiên là chạy đến sàm sỡ cô, kết quả bị trục xuất tông môn, hiện tại còn điên cuồng chọc tới chỗ ông chính nguyên. Ông chính nguyên chính là kim đan kỳ trung kỳ, hắn chạy qua đó không phải tự tìm đường chết sao? Không thấy cả tông chủ của các người cũng giận mà không dám nói gì sao? Khi nào đến phiên nhân vật nhỏ bé như hắn chạy ra giành nổi bật chứ? Mạc Thanh Uyển không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Trước kia cô chưa từng quan tâm đến những người đàn ông bên cạnh. Có lẽ là bởi vì đầu chọc đáng ghét này là người đầu tiên dám to gan đánh mông cô.
có lẽ do đầu chọc vì cô mới bị Cốc Thanh Sơn trục xuất sư môn, trong lòng Mạc Thanh Uyển hơi áy náy. Cũng có lẽ là vì đầu chọc đột nhiên đứng ra nói một câu khi cô muốn đổi cách xử phạt, tôi phạm sai lầm, cho nên nhất định phải chịu phạt. Hoặc có lẽ như Tôn Hiểu Tuyết đã nói, là vì đầu chọc này khá đẹp trai đi. Nguyên nhân rất phức tạp, rất phức tạp. Tâm tư của con gái vốn là phức tạp. Mạc Thanh Uyển không hợp thói thường mà quay đầu nhìn về phía Lữ Khinh Nga và nói, sư phụ, hay người đi khuyên nhủ đi, mặc dù tên đầu chọc kia đáng ghét, nhưng mất mạng cũng đáng tiếc. Hiện tại cảm xúc của cô đã khôi phục bình thường, tự nhiên cũng thay đổi xưng hô đối với Lữ Khinh Nga. Nhưng vừa nói ra lời này thì cả cô cũng giật mình. Mình lại đi cầu xin cho tên đầu chọc kia sao? Không đúng, nhất định mình chỉ thương hại hắn nên mới xin tha thay thôi. Rất nhanh Mạc Thanh Uyển đã thuyết phục chính mình. Nhưng Lữ Khinh Nga lại liếc Cốc Thanh Sơn, sau đó mới hử lạnh và nói, cả Cốc Thanh Sơn cũng không sốt ruột mà, chúng ta gấp cái gì, tên đầu chọc kia muốn chết thì để hắn chết đi. Cốc Thanh Sơn nhìn tình cảnh này thì cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ông biết rõ thực lực của Lục Vân căn bản không cần e ngại ông chính nguyên, chỉ là lần này nếu hắn ra tay nhất định sẽ nổi danh ở Côn Luân. Vậy trước đó diễn nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Cốc Thanh Sơn có lòng riêng, bên ngoài nói với Lục Vân là nên khiêm tốn, muốn giúp hắn tránh một chút phiền toái, nhưng thực chất là hy vọng có thể độc chiếm Lục Vân. Độc chiếm, dùng từ này không có vấn đề gì. Một cái đùi một người ôm và 100 người ôm là hoàn toàn khác nhau. Lục Vân mới 20 tuổi đã có thực lực nghịch thiên như thế, thiên phú tu luyện gần như vô địch trên toàn bộ Côn Luân thì thật sự là nghịch thiên. Một khi tin tức này truyền ra thì Côn Luân nhất định sẽ chấn động. Cái này đã không liên quan gì đến người kế thừa ý chí của Thanh Đế nữa, dù Lục Vân không phải người thừa kế thì chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ và thiên phú nghịch thiên này cũng sẽ trở thành người mà đông đảo tông môn tranh nhau lôi kéo. Thậm chí còn thu hút hấp dẫn hơn thân phận người thừa kế nhiều. Người thừa kế tương đương với cơ duyên, với tiềm lực, lôi kéo hắn là một loại đầu tư, hy vọng trong tương lai sau khi Lục Vân trưởng thành thì mình có thể được nhờ vả. Nhưng hôm nay nếu Lục Vân ra tay, lộ ra thực lực của hắn thì đã không phải là một loại đầu tư tương lai, mà là cái đùi có sẵn để ôm. Đây chính là nguyên nhân Cốc Thanh Sơn không hy vọng Lục Vân ra tay. Nhưng ông biết không có khả năng. Lục Vân tức giận như vậy nhất định là vì ông chính nguyên xuất hiện quấy rầy đến Lâm Thanh Đàn, tính cách hắn bá đạo như thế thì làm sao có thể nhịn nổi cục tức này. Cho nên Lục Vân nhất định sẽ ra tay dạy dỗ ông chính nguyên. Cốc Thanh Sơn biết rõ điểm này nên chỉ có thể thầm than trong lòng. Vẻ mặt của Cốc Thanh Sơn bị Lữ Khinh Nga nhìn thấy hết, lập tức làm người đàn bà xinh đẹp này rất hoang mang. Đây là loại phản ứng gì thế này? Lữ Khinh Nga nhớ lại cảnh vừa rồi Lục Vân rời đi. Nhớ lại khí tức lạnh lẽo làm bà run sợ một cách khó hiểu, mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cho nên khi Mạc Thanh Uyển thỉnh cầu bà đi qua làm người trung gian, Lữ Khinh Nga đã từ chối. Nghe rất vô tình, nhưng kỳ thật cũng là một loại thăm dò. Bà muốn xem tên đầu chọc này lấy can đảm từ đâu ra mà dám to gan chạy tới cản ông chính nguyên lại, còn mở miệng mắng ông ta chó sủa. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì không cần ta đi khuyên bảo. Nếu hắn không có bản lĩnh còn dám ngông cuồng như vậy thì cũng do tự tìm, chết không có gì đáng tiếc, không đáng để ta cứu. Lữ Khinh Nga yên lặng nghĩ như vậy. Lúc này ông chính nguyên không nói một lời đứng ở giữa không trung, phi kiếm dưới chân hơi run lên, đã đói khát khó nhịn muốn uống máu của Lục Vân. Thanh kiếm này là pháp khí do ông chính nguyên tế luyện ra, phản ứng của kiếm đại diện cho tâm tình của ông ta. Rất tức giận. Sát ý cuồn cuộn. Tên đệ tử Đan Dương Tông không có cả sợi lông này dám mắng ông ta là chó. Xem ra Đan Dương Tông sống dễ chịu thoải mái quá rồi. Hai mắt ông chính nguyên phóng ra tia sáng nguy hiểm, giận quá thành cười, người đứng đầu của Đan Dương Tông đều là rùa đen rút đầu, còn thứ không có một sợi lông chẳng biết từ đâu chui ra như người dám nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, người muốn chết đến thế sao? Ông chính nguyên vừa muốn tìm người đến giết gà dọa khỉ để làm Đan Dương Tông khiếp sợ. Không nghĩ đến tên đầu chọc này liền xông lên, thật là hợp ý ông ta. Lục Vân lắc đầu nói, muốn giết tôi thì thứ phế vật như ông còn chưa đủ tư cách, ngược lại nếu như ông không muốn chết thì lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Tất cả mọi người nhìn không được co giật khóe miệng. Ông chính nguyên, phế vật. Ông ta là kim đan kỳ trung kỳ mà lại bị Lục Vân chửi thành phế vật. Hắn nhất định bị điên rồi.
hay cho một tên đầu trọc cuồng vọng, chết thì chết đi. Tâm tình Lữ Khinh Nga rất khó chịu. Bà cũng là kim đan kỳ trung kỳ giống như ông Chính Nguyên, Lục Vân mắng ông Chính Nguyên là phế vật chẳng phải tương đương với mắng bà luôn sao? Thực sự quá cuồng vọng. Lữ Khinh Nga vốn chẳng ưa gì Lục Vân, lúc này nghe hắn nói ra mấy lời ngông cuồng này thì cảm xúc khó chịu lập tức càng mãnh liệt. Bà cảm thấy vừa rồi mình thật buồn cười, còn ôm chờ mong đối với loại người này. Hiện tại xem ra tên đầu chọc thuần túy chỉ là thứ cuồng vọng thích tìm kiếm cảm giác tồn tại, nếu không không có khả năng nói ra mấy lời làm người ta cười đến rụng răng như vậy. Chết đi! Ông Chính Nguyên không nói nhảm nữa, bởi vì ông ta phát hiện nói chuyện với Lục Vân quả thực là lãng phí thời gian, làm nhục thân phận của mình. Cứ trực tiếp giết đi! Ông ta quát một tiếng, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay màu vàng óng to lớn gào thét lao ra. Gần như không cần tốn nhiều sức đã xé rách thân thể Lục Vân thành mảnh vụn. Hắn mất mạng trong nháy mắt. Đây là điều mọi người đã sớm dự đoán được. Tôn Hiểu Tuyết than thở một tiếng, em trai đầu chọc đáng thương, tất cả ưu điểm đều tập trung lên trên mặt, đại não không được cung cấp đủ dinh dưỡng, thật là đáng tiếc. Nói thẳng ra chính là quá ngu xuẩn. Tôn Hiểu Tuyết cũng không cảm thấy đau lòng gì, cái gọi là vừa thấy đã yêu vốn là háo sắc thôi, cô chỉ nhìn trúng khuôn mặt của Lục Vân. Nếu là ở thế tục, có lẽ hắn có thể dựa vào gương mặt này ăn cơm chùa thơm ngào ngạt, nhưng nơi này là Côn Luân, là thế giới của tu luyện giả. Chỉ có khuôn mặt không có đầu óc là không được. Tôn Hiểu Tuyết lắc đầu. Mạc Thanh Uyển than nhẹ một tiếng, hiện tại đã có thể xác định vừa rồi sở dĩ cô cầu xin cho Lục Vân là do tâm lý áy náy, không mang theo bất cứ tình cảm nào khác. Cô vẫn cảm thấy trục xuất Lục Vân khỏi sư môn quá nghiêm trọng. Nhưng nghĩ lại thì mặc kệ trừng phạt có nghiêm trọng hay không cũng do Lục Vân tự tìm, ai bảo hắn sàm sỡ mình trước chứ. Nếu đụng phải người phụ nữ điêu ngoa hơn thì đã giết hắn rồi. Huống chi dù Lục Vân không bị trục xuất sư môn, nhưng dám chạy tới khiêu khích ông Chính Nguyên thì hắn vẫn không thoát được số chết. Xem ra không phải trừng phạt quá nặng, mà là vì mình quá lương thiện, thứ ngông cuồng vô sỉ hạ lưu lại không có đầu óc căn bản không đáng để thương hại. Mạc Thanh Uyển âm thầm thở phào một hơi, như chút được gánh nặng. Không đơn giản như vậy. Đông đảo đệ tử Đan Dương Tông và bọn người Mạc Thanh Uyển, Tôn Hiểu Tuyết đều nghĩ Lục Vân bị ông Chính Nguyên dùng một chiêu giết chết, nhưng Lữ Khinh Nga lại không cảm thấy như vậy. Bà nhíu chặt mày lại, vô thức ngẩng đầu nhìn lên thì con ngươi đột nhiên co rụt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ Lữ Khinh Nga mà Cốc Thanh Sơn biết rõ sự kinh khủng của Lục Vân cũng ngẩng đầu lên nhìn vị trí mấy chục mét trên đỉnh đầu ông Chính Nguyên. Nơi đó có một bóng dáng nhanh đến cực hạn đang cực tốc hạ xuống. Nói xin lỗi ngay, tiếng nói vô cùng bá đạo đột nhiên vang lên. Ông Chính Nguyên bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt thay đổi, vội vàng giơ bàn tay màu vàng óng khủng bố do chân khí ngưng tụ thành đánh lên trên. Bản năng của ông ta cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ầm ầm. Bóng dáng bá đạo kia hạ xuống, như hóa thành một luồng ánh sáng đánh vào bàn tay ông Chính Nguyên. Ông! Chân khí va chạm như làm cả không gian rung động lên một cái, sau đó cảnh tượng khiến người ta kinh hãi muốn chết đã xảy ra. Chỉ thấy thanh phi kiếm dưới chân ông Chính Nguyên như không chịu nổi trọng lượng mà đột nhiên hạ xuống một khoảng cách thật dài, cả thân kiếm đang rung động rồi mới miễn cưỡng dừng hẳn. Bóng dáng cực tốc hạ xuống từ phía trên kia chính là Lục Vân. Đầu chọc không chết. Gần như tất cả mọi người đều chấn động, lúc này mới nhận ra thứ lúc nãy bị ông Chính Nguyên xé nát chỉ là tàn ảnh của Lục Vân mà thôi. Bản thể của Lục Vân sớm đã vọt lên phía trên ông Chính Nguyên. Thân pháp thật là lợi hại, Tôn Hiểu Tuyết kinh hô nói, Thanh Uyển, cô có thể nhìn ra em trai đầu chọc đang thi triển thân pháp võ kỹ đẳng cấp gì không? Mạc Thanh Uyển lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc rồi lắc đầu nói, nhìn không ra. Vân Sơn Thư Viện có nghiên cứu rất sâu đối với các loại công pháp võ kỹ, Mạc Thanh Uyển lại là thiên tài nên có ngộ tính cực cao. Bình thường chỉ cần người khác thi triển một lần thì cô có thể nhìn ra đại khái là thân pháp võ kỹ đẳng cấp gì. Nhưng Mạc Thanh Uyển lại không nhìn ra Lục Vân thi triển cái gì, thực sự là quá nhanh, nhanh đến không hợp lẽ thường. Tôn Hiểu Tuyết trừng to mắt nói, cả Thanh Uyển cũng nhìn không ra là đẳng cấp gì, xem ra em trai đầu chọc cũng không ngốc như chúng ta tưởng tượng. Đương nhiên con nhìn không ra, bởi vì hắn căn bản không thi triển thân pháp võ kỹ. Vào lúc Tôn Hiểu Tuyết và Mạc Thanh Uyển nói chuyện, Lữ Khinh Nga bên cạnh lại nói một câu làm hai người cùng run lên, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.
Chỉ thấy Lữ Khinh Nga lộ ra vẻ mặt phức tạp, tiếp tục giải thích, hắn thuần túy là nương theo sức mạnh công pháp để né tránh công kích của ông Chính Nguyên. Khi nói chuyện, trong mắt Lữ Khinh Nga hiện ra vẻ chấn động mãnh liệt như hàn băng ngưng kết ngàn năm mãi mãi không hòa tan. Bà quá khó tin. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sau khi liên tục xác nhận bà vẫn cho ra một kết luận kinh người, đó chính là Lục Vân không thi triển bất kỳ thân pháp võ kỹ nào cả. Ầm ầm. Lời nói này của Lữ Khinh Nga như một tiếng sấm nổ vang trong lòng Mạc Thanh Uyển và Tôn Hiểu Tuyết, họ cùng trừng to đôi mắt. Không thi triển ra thân pháp võ kỹ, chỉ dựa vào công pháp mà đã bộc phát ra tốc độ khủng khiếp như thế, sao có thể? Công pháp mà tên đầu trọc này tu luyện mạnh đến mức nào? Nếu như Lữ Khinh Nga không phải sư phụ của các cô thì hai người Mạc Thanh Uyển nhất định sẽ cảm thấy câu nói này là đang nói đùa. Các cô rất rung động. Nhưng người rung động nhất hẳn là ông Chính Nguyên. Lúc này bàn tay của ông ta không khống chế được mà run rẩy, vừa rồi khi đón lấy nắm đấm của Lục Vân thì sức mạnh bá đạo kia suýt đã làm ông ta không chịu nổi. Thật đáng sợ. Sao một thanh niên 20 tuổi lại có thực lực khủng bố như thế? Từ khi nào Đan Dương Tông xuất hiện nhân vật như vậy chứ? Khi ông Chính Nguyên giật mình thì bên tai lại truyền đến một tiếng nổ vang, nói xin lỗi ngay. Lục Vân lại hạ xuống lần nữa, vẫn tung ra một quyền vô cùng bá đạo giáng về phía ông Chính Nguyên. Ông Chính Nguyên biến sắc, không dám khinh thường nữa, cánh tay tung một chiêu, phi kiếm dưới lòng bàn chân rơi vào trong tay ông ta, hiện tại hai chân ông ta đang trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Kỳ thật đến thực lực của ông Chính Nguyên thì đã sớm không cần dùng đến pháp khí cũng có thể lơ lửng giữa không trung, dẫm lên phi kiếm chỉ muốn càng có phong cách mà thôi, đương nhiên cũng có thể do quen rồi. Nhưng bây giờ đối mặt với cường địch, ông Chính Nguyên không dám làm ra vẻ nữa mà chỉ có thể giơ kiếm công kích. Xuy, ông Chính Nguyên chỉ kiếm lên trời cao, kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời, trong nháy mắt phát ra ánh kiếm màu vàng óng ánh. Bóng dáng của Lục Vân không ngừng thoáng hiện. Cứ như không trông thấy ánh kiếm màu vàng óng ánh kia, trên hai nắm đấm ngưng tụ ra chân khí màu xanh nồng đậm, trực tiếp đánh vỡ ánh kiếm màu vàng kia. Ầm ầm, một quyền cuồng bạo mang theo uy thế không giảm đánh vỡ ánh kiếm xong thì trực tiếp đè ông Chính Nguyên xuống một khoảng cách. Lúc này khoảng cách giữa ông Chính Nguyên và mặt đất không đến 10 mét. Giờ khắc này, mọi âm thanh đã tắt ngúm. Tên đầu chọc kia lại dùng một quyền khống chế ông Chính Nguyên. Hơn nữa là sau khi đánh vỡ ánh kiếm công kích của ông ta thì tiếp tục áp chế. Sao có thể? Rốt cuộc tên đầu trọc này có thân phận gì? Đừng nói mấy người của Vân Sơn Thư Viện mà phần lớn đệ tử của Đan Dương Tông cũng không rõ Đan Dương Tông xuất hiện nhân vật lợi hại như thế từ khi nào. Đan Dương Tông chủ yếu tu luyện thuật luyện đan nên thực lực chiến đấu đều không cao, cả trưởng lão của bọn họ cũng có mấy người vẫn là trúc cơ kỳ, số người đạt tới kim đan kỳ lác đác không có mấy ai. Đệ tử tông môn càng như vậy, hơn 8 phần cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Hiện tại lại có một tên đầu trọc mặc trang phục của Đan Dương Tông đột nhiên xuất thế, vừa ra tay đã liên tục trấn áp kim đan kỳ trung kỳ 2 lần. Mấu chốt là tên đầu trọc kia còn trẻ như vậy. Quả thực là nghịch thiên. Mẹ, nhìn ra hắn tu luyện công pháp gì không? Mạc Thanh Uyển lại không tự chủ được gọi Lữ Khinh Nga một tiếng, mẹ. Mà không phải, sư phụ có thể thấy được lúc này trong lòng cô rung động đến cỡ nào. Rung động đến mất khả năng quản lý ngôn ngữ. Lục Vân không thi triển ra bất kỳ võ kỹ, nhưng Mạc Thanh Uyển cũng không nhìn ra công pháp của hắn là gì, thế là quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Chân khí của hắn có màu xanh, làm người ta cảm thấy là một loại công pháp ôn hòa, nhưng nhìn từ chuyện hắn đẩy lui được ông Chính Nguyên thì kỳ thực bá đạo đến cực điểm. Lữ Khinh Nga phân tích một hồi. Cuối cùng lại lắc đầu, mẹ cũng không nhìn ra được. Cả mẹ cũng không nhìn ra. Kinh ngạc trong lòng Mạc Thanh Uyển sâu thêm mấy phần. Cốc Thanh Sơn khinh thường liếc Lữ Khinh Nga một cái, nghĩ thầm nếu bà có thể nhìn ra mới có quỷ. Mấy ngày trước khí tức hung ác chí tà và khí tức chí thánh thanh đế ôn hòa giao hòa xuất hiện trên người Lục Vân, nếu các người trông thấy cảnh đó thì mới thật sự ngoác mồm kinh ngạc. Hiện tại có chút xíu như vậy đã là gì? Cốc Thanh Sơn không thèm lên tiếng mà nghiêm túc quan sát Lục Vân và ông Chính Nguyên giao thủ. Ông Chính Nguyên liên tục kinh ngạc 2 lần, trong lòng đã dâng lên sóng to gió lớn, nếu như nói lần đầu tiên là chủ quan thì lần thứ 2 là thế nào? Lần thứ 2 giải thích thế nào đây? Lần này chỉ có thể nói rõ thực lực của tên đầu trọc này thật sự rất mạnh, không liên quan gì đến chuyện ông Chính Nguyên chủ quan lơ là cả. Nói xin lỗi ngay.
Ông chính nguyên còn chưa kịp tỉnh táo lại từ quyền thứ hai đáng rung động thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng lại bá đạo đến cực điểm nổ vang bên tai ông ta. Tâm tình ông chính nguyên đắng chát. Ông ta thật sự không biết tại sao phải xin lỗi. Chẳng lẽ vì mình không tôn trọng Cốc Thanh Sơn nên tên đầu chọc này muốn mình xin lỗi ông ta? Tên đầu chọc này trung thành với tông môn lắm hay sao mà làm gì dữ vậy? Ông ta căn bản không nhớ trước đó Lục Vân đã nói một câu, là ông ta sủa nên quấy rầy người phụ nữ yêu mến của Lục Vân. Chủ yếu là lúc đó ông chính nguyên hoàn toàn coi Lục Vân là một tên điên tự tìm đường chết, sao lại quan tâm hắn nói cái gì, chỉ coi hắn đang đánh giám. Tới giờ khắc này, ông ta còn không rõ nguyên nhân Lục Vân muốn mình nói xin lỗi. Nhưng nói thế nào thì hai lần thất bại liên tục đã làm ông chính nguyên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có thể lấy ra toàn bộ thực lực để phản kích. Gần như không chút do dự, ông chính nguyên lập tức luyện hóa một giọt tinh huyết trong cơ thể, chân khí màu vàng lập tức tăng vọt, mơ hồ phủ thêm một màu đỏ nhạt. Kiếm trong tay ông ta lập tức huyễn hóa thành 12 kiếm ảnh. Quỷ kiếm thập nhị, tầng thứ 12. Có thêm một kiếm so với ông lão quỷ lúc trước. Ông, kiếm ảnh rung động, nhắm thẳng vào Lục Vân. Cảnh tượng này trông thật tương tự. Khác biệt duy nhất chính là lúc trước Lục Vân dùng ngữ linh thần kiếm tùy ý quét ra một kiếm đã phá giải quỷ kiếm thập nhất của ông lão quỷ. Nhưng lúc này hắn không kêu gọi ngữ linh thần kiếm và cũng không kịp kêu gọi. Lần này tới Côn Luân, hắn căn bản không hề mang theo ngữ linh thần kiếm, chờ kêu nó tới thì tiêu tùng hết rồi. Nhưng Lục Vân lại làm một hành động càng lớn gan. Hắn thu lại tất cả chân khí, trên nắm tay không còn chút ánh sáng nào. Cảnh này làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tay không tấc sắt đón lấy quỷ kiếm thập nhị của ông chính nguyên? Điên rồi sao? Gần như tất cả đệ tử Đan Dương Tông đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, mí mắt điên cuồng giật giật. Lần này ông chính nguyên tới cửa khiêu khích làm họ rất phiền muộn, rất uất ức, nhất là ông ta còn uy hiếp càng làm họ giận mà không dám nói gì. Thẳng đến Lục Vân ra sân khiêu khích ông chính nguyên, họ còn oán trách hắn ngu xuẩn, sẽ càng chọc giận ông chính nguyên và mang đến tai họa ngầm càng lớn cho đệ tử Đan Dương Tông bọn họ. Nhưng sau khi Lục Vân bày ra thực lực, hai lần ra quyền bá đạo đều ngăn chặn ông chính nguyên, trực tiếp bóp tắt vẻ phách lối của ông ta thì đám người Đan Dương Tông rất khiếp sợ, đồng thời cũng cực kỳ hả giận, phiền muộn và không vui lúc nãy lập tức tiêu tan. Nhưng mọi người không nghĩ tới là vào thời điểm mấu chốt này mà Lục Vân không thừa thắng xông lên, lại đột nhiên thu lại tất cả chân khí. Hắn đang làm gì? Bành trướng sao? Phải biết rằng lúc này ông chính nguyên đã luyện hóa tinh huyết bản mệnh, hơn nữa còn thi triển ra sát chiêu quỷ kiếm thập nhị, uy lực nhất định sẽ mạnh hơn hai lần trước rất rất nhiều. Lục Vân lại khinh địch vào thời điểm này. Đám người Đan Dương Tông thật không biết nên cảm thấy vui mừng hay đáng buồn. Đừng nói là họ. Cả Cốc Thanh Sơn cũng nhịn không được run rẩy trong lòng. Anh Lục à, anh đang chơi cái gì gì? Cốc Thanh Sơn biết thực lực của Lục Vân rất mạnh, vừa rồi cũng đã chứng minh, nhưng mạnh đến mấy cũng không thể lơ là như vậy. Chân khí là căn bản của tu luyện giả, có thể công kích, có thể phòng ngự. Cho dù là những cường giả đỉnh cao kim đan kỳ đại viên mãn, nếu như không sử dụng chân khí cũng có thể sẽ chết trên tay một tu luyện giả kim đan kỳ sơ kỳ. Hành động này của Lục Vân thực sự quá lớn gan, quá hoang đường, làm người ta rất khó hiểu. Mẹ! Mạc Thanh Uyển vừa muốn mở miệng lại nghe Lữ Khinh Nga nghiêm túc nói, đừng nói, xem đã. Trước đó bà rất chán ghét Lục Vân, nhưng khi thật sự chứng kiến thực lực của Lục Vân thì quan niệm này đã lặng lẽ thay đổi. Bà cảm thấy Lục Vân không có khả năng sơ suất đến mức này. Phải nói là không người nào dám sơ suất đến mức này, trừ phi. Lục Vân còn có thủ đoạn khác. Chờ mong trong lòng Lữ Khinh Nga lại hiện lên. Giữa sân, ông chính nguyên cũng phát hiện Lục Vân thu hồi chân khí, trong mắt lập tức lóe lên tia lạnh lẽo, cảm thấy hắn đang xem thường mình, thế là ông ta không chút nương tay mà ra chiêu. 12 kiếm ảnh cùng đâm ra, cắt chém không khí, phát ra tiếng rít gào chói tai. Ngươi dám khinh thường ta cho ngươi xuống địa ngục. Ông chính nguyên hét lớn một tiếng, oán giận hai lần trước cùng bùng nổ. Muốn thông qua sát chiêu mạnh nhất lần này để cứu vãn tên tuổi. Mà kết cục của Lục Vân cũng chỉ có chết. Xuy. 12 kiếm ảnh sắc bén dọa người phóng lên tận trời, hào quang màu vàng óng ánh tụ lại thành một còn chói mắt hơn cả mặt trời, chiếu sáng cả trên không Đan Dương Tông. Thân thể Lục Vân rơi thẳng xuống đón lấy 12 ánh kiếm,
trên người không có chút chân khí nào cả. Xem ra hắn thật sự không muốn sống nữa. Tâm tình mọi người rất phức tạp. Phá! Nhưng khi mọi người đều nghĩ tên đầu chọc khinh địch kia sắp bị 12 ánh kiếm xoắn nát thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng quát lớn thốt ra từ miệng Lục Vân. Tiếp đó liền thấy Lục Vân đổi nắm đấm thành ngón tay. Ngón trỏ tay phải của hắn đột nhiên bắn ra một hào quang màu đỏ thắm, một ngọn lửa kinh khủng lập tức tràn ra. Phanh 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 phanh. Ngọn lửa lướt qua, kiếm ảnh vỡ vụn. Linh hỏa, trên dưới Đan Dương Tông đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Họ đều biết nhiệt lượng ở Đan Dương Tháp biến mất, chứng tỏ linh hỏa trên tầng 11 xảy ra vấn đề. Nhưng cụ thể xảy ra cái gì thì không ai biết. Cho tới giờ khắc này cảm nhận được ngọn lửa bùng nổ ra từ trên người Lục Vân, họ mới tỉnh ngộ, thì ra linh hỏa bị tên đầu chọc này cướp đi. Nói cách khác, giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được một việc. Ngày linh hỏa xảy ra chuyện chính là hôm người kế thừa ý chí của Thanh Đế xuất hiện, bây giờ linh hỏa lại xuất hiện trên người đầu chọc, chứng tỏ hắn. Chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Nhất định là vậy. Chiều cao của hắn hoàn toàn nhất trí với người áo đen ngày đó. Giờ khắc này trên dưới Đan Dương Tông, dù là đệ tử hay trưởng lão đều cảm thấy rung động. Khó trách thực lực của tên đầu chọc này mạnh mẽ như vậy, thì ra hắn chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Người thừa kế đã định sẵn không tầm thường. Tâm tình của Cốc Thanh Sơn càng khó chịu. Ông ta đã sớm hoài nghi linh hỏa nằm trên người Lục Vân, nhưng hắn không thừa nhận mà Lưu lão còn nói chuyện thay hắn, Cốc Thanh Sơn chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Hôm nay xem ra quả thật là thế. Lòng Cốc Thanh Sơn đang rỉ máu, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng đắng chát. Ông ta vốn muốn lừa Lục Vân để hắn duy trì khiêm tốn, giúp Đan Dương Tông hưởng cái đùi này một mình, hiện tại thực lực và cả thân phận người thừa kế đều lộ rồi. Cốc Thanh Sơn cảm thấy trong nháy mắt mình đã lỗ mất 100 tỷ viên thần đan. Oanh! Uy lực của linh hỏa không phải ngọn lửa bình thường so sánh được. Nhiệt độ cực nóng không chỉ đánh vỡ 12 kiếm ảnh của ông chính nguyên mà đốt trụi tóc lông mày râu ria của ông ta. Trên sân lập tức xuất hiện hai tên đầu chọc. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, rốt cuộc cũng biết tại sao Lục Vân lại có tạo hình đầu chọc này, thì ra là do linh hỏa. Ông chính nguyên quá sợ hãi, thân thể nhanh chóng rơi xuống, may mà Lục Vân không tiếp tục sử dụng linh hỏa công kích mà dùng tay không đập ông ta rơi ầm ầm xuống đất. Còn linh hỏa vừa rồi thì không ai biết nó từ đâu tới, cũng không biết nó bị Lục Vân thu lại như thế nào. Nó đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị rồi lại biến mất không còn tăm hơi. Nếu không phải tạo hình đầu chọc của ông chính nguyên sáng mắt như vậy thì tất cả mọi người còn tưởng rằng cảnh vừa rồi là ảo giác. Ngón tay của Lục Vân đã khôi phục bình thường, trong lòng cũng cực kỳ mừng rỡ. Lúc đầu hắn cũng muốn khiêm tốn kín tiếng, đáng tiếc thực lực không cho phép. Vào thời khắc hắn quyết định muốn dạy cho ông chính nguyên một bài học thì đã định sẵn hắn không khiêm tốn được nữa. 20 tuổi mà đánh bại cả kim đan kỳ trung kỳ, đây là một chuyện cực kỳ nghịch thiên, chắc hẳn không lâu sau danh hiệu tên chọc đầu này sẽ truyền khắp cả Côn Luân. Lục Vân nghĩ dù sao cũng đã làm lớn chuyện rồi thì dứt khoát kiêu căng thêm một chút, lợi dụng cơ hội lần này để thử uy lực linh hỏa ra sao luôn. Hiệu quả vượt quá tưởng tượng. Xem ra sau này phải thu gom linh hỏa nhiều hơn. Dù sao với tình hình trước mắt thì hắn muốn tăng lên tu vi là rất khó, hắn kẹt cứng ở nơi đây rồi. Lục Vân không biết người khác có tình trạng này không, dù sao hắn là như vậy, cứ như tu vi đã tới điểm tới hạn. Rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân. Nếu tu vi không tăng lên được thì chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để cao năng lực chiến đấu, ví dụ như cắn nuốt linh hỏa cũng là một cách trong đó. Lần này Lục Vân kiêu căng phóng ra linh hỏa công kích căn bản không lo lắng thân phận người kế thừa ý chí của Thanh Đế bị bại lộ, cũng không quan tâm chút nào. Thấy ông chính nguyên rơi xuống đất, Lục Vân lại đấm một quyền nện lên trên vai lão già bắt chước tạo hình đầu chọc của mình rồi quát, quỳ xuống nói xin lỗi. Phù phù, ông chính nguyên quỳ, ông ta thực sự sợ rồi. Đời này ông ta chưa từng gặp tên biến thái nào khủng bố như vậy, ông ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể làm theo ý Lục Vân mà quỳ xuống đất lớn tiếng nói, Cốc Tông Chủ, thật xin lỗi. Ông ta không nên không tôn trọng Cốc Thanh Sơn, trước đó khi nói chuyện còn dẫm lên phi kiếm trên không trung làm ra vẻ. Cho nên ông chính nguyên xin lỗi. Nhưng ai biết Lục Vân lại lộ vẻ bất mãn nói, cả nói xin lỗi cũng không biết nói với ai, ông còn có mặt mũi bắt chước tạo hình của tôi. Ông đầu chọc đẹp trai bằng tôi không?
Ông Chính Nguyên khóc không ra nước mắt. Tạo hình đầu chọc này không phải do hắn tạo nên sao, ông ta bắt chước cái gì chứ? Nói xấu tôi thì thôi mà còn sỉ nhục tôi, nói tôi chọc không bằng cậu. Được thôi, dường như thật sự không bằng, căn bản là một trời một vực. Ông Chính Nguyên nhận. Đầu chọc tiền bối, thật xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn nên mạo phạm ngài, tôi xin lỗi ngài. Ông Chính Nguyên đã bị Lục Vân đánh sợ nên trực tiếp gọi Lục Vân một tiếng tiền bối, sau đó nói xin lỗi. Lục Vân vẫn bất mãn, ông còn chưa nói tới nguyên nhân quan trọng nhất, chẳng lẽ ông sắp quên tiếng chó sủa trước đó rồi sao? Ông Chính Nguyên nghiêm mặt lại, sau đó trong đầu hiện lên một tia sáng, lúc này mới hồi tưởng lại ban đầu Lục Vân mắng ông ta sủa đã từng nói một câu. Đầu chọc tiền bối, tôi xin lỗi người phụ nữ yêu mến của ngài, tôi không nên quấy nhiễu cô ấy. Vậy còn tạm được, Lục Vân từ tốn nói. Rốt cục ông Chính Nguyên cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng biết vì sao đầu chọc tiền bối trẻ tuổi này tức giận ép mình xin lỗi, hóa ra là vì phụ nữ. Nếu ông Chính Nguyên đã nói xin lỗi thì Lục Vân cũng không tiếp tục làm khó dễ mà trực tiếp thả cho ông ta rời khỏi Đan Dương Tông. Do suy xét đến an toàn của Lâm Thanh Đàn, Lục Vân không để cô lộ diện nên mãi đến khi ông Chính Nguyên rời đi thì cũng không biết vừa rồi ông ta đã xin lỗi người phụ nữ nào. Mặc kệ là người phụ nữ nào cũng không phải là người mà ông ta có thể trêu chọc. Đầu chọc thực sự quá khủng bố. Ông Chính Nguyên buồn bực sờ sờ cái đầu trần trùng trục của mình, cười khổ một tiếng. Thôi, coi như đến Đan Dương Tông đổi kiểu tóc đi. Mà phải công nhận là rất mát mẻ, nhẹ nhàng khoan khoái hơn trước đó nhiều. Ông Chính Nguyên chắc chắn sẽ không nói ra chuyện hôm nay, mất mặt, nhưng ông ta biết mình không nói thì người của Đan Dương Tông cũng sẽ nói. Nhiều người nhiều miệng mà. Lục Vân dạy dỗ ông Chính Nguyên xong thì không dừng lại quá lâu, nhân lúc đàn đám người Dương Tông vẫn còn đờ đẫn, hắn đã quả quyết rời đi. Hắn đi đến phía sau núi và đến trước cửa nhà đá, Lục Vân liền quan tâm hỏi, Mộc trưởng lão, chị hai của tôi thế nào rồi? Sau khi uống đan dược chữa thương, thương thế của cô Lâm đã khá hơn nhiều, nhưng còn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Mộc Bình thành thật trả lời. Lục Vân nhìn về phía Lâm Thanh Đàn, thấy mặc dù sắc mặt của cô vẫn hơi trắng, nhưng đã khá hơn trước đó nhiều, vì thế hắn mới yên lòng lại. Chị hai, em vừa ra ngoài dạy cho tên chết tiệt làm chị bị thương một trận, giúp ngươi chút cơn giận này. Lục Vân cười an ủi bà nói. Lâm Thanh Đàn đã sớm đoán được mục đích vừa rồi hắn đi ra, không khỏi lườm hắn một cái, em trai, em vẫn bá đạo như vậy, người ta cũng không phải cố ý. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Lâm Thanh Đàn sớm đã trào lên dòng nước ấm, cảm động không thôi. Trước kia lúc ở bên ngoài, tiểu Lục Vân cũng như vậy, không thể nhìn thấy mấy chị của hắn chịu chút tủi thân nào, không nghĩ tới ở Côn Luân này cũng như thế. Lâm Thanh Đàn cảm thấy rất hạnh phúc vì có được người em trai như thế. Lục Vân bá đạo nói, em mặc kệ ông ta có cố ý không, chỉ cần dám làm chị của em bị mất một sợi tóc thì nắm đấm của Lục Vân này cũng không nhân nhượng. Các chị gái chính là vảy ngược của hắn, chỉ có hắn được ăn hiếp, còn người khác thì không. Mặc kệ ông ta có vương quyền phú quý hay có phải tu luyện giả hay không thì hắn vẫn đánh. Mộc Bình nghe Lục Vân nói vậy, cảm nhận được khí tức bá đạo phát ra trên người hắn thì trong lòng không khỏi rung động. Cũng may đêm hôm đó khi tìm kiếm Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, họ chưa kịp động vào Lâm Thanh Đàn mà chỉ đụng phải Lục Vân. Nếu họ động Lâm Thanh Đàn trước thì chắc sát thần này đã trực tiếp vọt tới Côn Luân mà đâm thủng cả trời rồi. Mộc Bình rất hoảng sợ. Lục tiền bối, Mộc Bình trần chờ một lát rồi nói, tôi muốn nói với anh một chút vấn đề của cô Lâm. Mời nói, chỉ cần là chuyện có liên quan đến chị mình thì Lục Vân đều rất để bụng. Cô Lâm trời sinh thông minh, năng lực lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế cực mạnh, phải nói là người có khả năng lĩnh ngộ kinh khủng nhất từ trước đến nay của Đan Dương Tông chúng tôi. Nhưng liên tục hai lần lĩnh ngộ gián đoạn đã ảnh hưởng cô Lâm rất lớn, vấn đề thương tích là việc nhỏ, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Tôi lo lắng là lần lĩnh ngộ thứ ba có thể sẽ khó hơn cả hai lần trước gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Mộc Bình nói, nhìn về hướng Lâm Thanh Đàn với ánh mắt phức tạp. Khả năng lĩnh ngộ của Lâm Thanh Đàn đối với tâm pháp thanh đế rất khủng bố, chỉ cần vài ngày đã lĩnh ngộ được tầng thứ 9, chỉ còn thiếu tầng cuối cùng là có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Phải biết từ trước đến nay Đan Dương Tông chỉ có La trưởng lão lĩnh ngộ sâu nhất đối với tâm pháp thanh đế, nhưng cũng chỉ tới tầng thứ 7 mà thôi. Mộc Bình mới đến tầng thứ 5. Đây là vấn đề tư chất,
đồng thời cũng là vấn đề cơ duyên, tư chất của họ và cơ duyên chỉ có nhiêu đó, cho nên mặc kệ lĩnh ngộ bao nhiêu lần cũng chỉ đến trình độ này. Nhưng Lâm Thanh Đàn thì khác. Cơ duyên của Lâm Thanh Đàn và Thanh Đế cực sâu, lĩnh ngộ một lần liền đến tận tầng thứ 9 mà còn không có dấu hiệu ngừng lại, chứng tỏ rất có khả năng cô sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ xong 10 tầng tâm pháp. Giống như cầm thùng gỗ đi đến giếng lấy nước, thể tích tương tự mà Mộc Bình chỉ lấy được một nửa, nước giếng không chảy ra nữa, một nửa chính là thu hoạch cuối cùng của bà ta. Mà Lâm Thanh Đàn vốn có thể đổ đầy thùng gỗ, kết quả khi nước giếng còn đang chảy thì đột nhiên bị quấy nhiễu, cuối cùng chính là nước giếng vẩn đục. Không sai, nước giếng vẩn đục mà không phải bị cắt đứt. Đây là kết quả khác biệt một trời một vực. Nếu như chỉ là bị cắt đứt thì Lâm Thanh Đàn đã lĩnh ngộ được tầng thứ 9, lần sau chỉ cần cô bắt đầu lĩnh ngộ từ tầng thứ 9 là được. Dù cô không lĩnh ngộ được tầng thứ 10 thì có 9 tầng tâm pháp này cũng đã đủ. Nhưng kết quả lại là vẩn đục, điều này có nghĩa là 9 tầng tâm pháp Lâm Thanh Đàn lĩnh ngộ được trước đó do bị âm thanh quấy nhiễu nên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hết thảy cần bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa độ khó bắt đầu lại từ đầu cũng gia tăng rất nhiều. Một bên là viết chữ trên tờ giấy trắng, một là trang giấy tràn ngập những chữ viết hỗn loạn, sắp xếp những chữ viết đó thành câu, rõ ràng là độ khó của cái sau lớn hơn nhiều. Huống chi Lâm Thanh Đàn còn liên tục bị cắt ngang 2 lần nên càng hỗn loạn không chịu nổi. Mộc Bình báo tình hình này cho Lục Vân làm hắn cảm thấy càng khó chịu. Lúc đầu là do hắn cắt ngang, Lục Vân rất hổ thẹn, không nghĩ tới lại tạo thành nhiều khốn khổ cho chị Thanh Đàn như vậy. Lâm Thanh Đàn thì nhìn rất thoáng, dịu dàng an ủi, không có gì đâu em trai, chuyện này không liên quan tới em, là chị quá tham lam muốn một lần lĩnh ngộ toàn bộ tâm pháp. Nếu như mỗi lần chị chỉ lĩnh ngộ một tầng rồi chủ động dừng lại cho chắc, chờ triệt để ổn định lại rồi mới lĩnh ngộ tầng tiếp theo thì không cần lo bị cắt ngang rồi. Chủ yếu là Lâm Thanh Đàn không đủ kinh nghiệm. Nếu mỗi lần lĩnh ngộ xong một tầng thì dành thêm chút thời giờ để ổn định lại, sau đó lại lĩnh ngộ tầng tiếp theo thì dù bị cắt ngang thì lần sau cũng chỉ cần bắt đầu lĩnh ngộ từ tầng đó là được. Mộc Bình cũng nói, tôi cảm thấy lấy tư chất của cô Lâm thì chỉ cần tốn thêm chút thời gian là có thể thành công lần nữa. Nghe hai người an ủi, rất nhanh Lục Vân đã thoải mái lại. Hắn biết chuyện đã xảy ra thì áy náy đến mức nào cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của Lâm Thanh Đàn. Điều Lục Vân có thể làm chính là cố gắng bù đắp. Chị hai, chị dưỡng thương cho khỏe trước đi rồi lại đến lĩnh ngộ tâm pháp đi, mặc kệ cần thời gian bao lâu thì em cũng đi với chị. Lâm Thanh Đàn trầm mặc một chút rồi lắc đầu nói, yên tâm đi em trai. Một mình chị ở lại nơi này là được, chị cả họ đang chờ em trở về. Cô cũng không biết mình cần thời gian bao nhiêu mới lĩnh ngộ xong tâm pháp thanh đế, không có khả năng để Tiểu Lục Vân lãng phí thời gian ở đây với mình. Từ trước đến nay Lâm Thanh Đàn luôn khéo hiểu lòng người như thế. Lục Vân há to miệng muốn nói gì đó, Lâm Thanh Đàn lại mở miệng chặn lời hắn, được rồi, chị biết em muốn nói cái gì, chị cũng không phải con nít nên không cần em ở đây chung đâu. Hơn nữa em không ở nơi này thì chị càng có thể ổn định tâm trí, tránh mỗi ngày cứ. Mặt Lâm Thanh Đàn hơi đỏ lên, không tiếp tục nói nữa. Lục Vân lại sốt ruột mà hỏi, tránh mỗi ngày thế nào? Chị Thanh Đàn, chị không biết nói chuyện chỉ nói một nửa là chuyện rất thất đức sao? Lâm Thanh Đàn oán hận lườm hắn một cái rồi nói, tránh mỗi ngày chị cứ muốn gặp mặt em, giờ em hài lòng chưa? Hắc hắc, hài lòng, chị hai ôm một cái đi. Lục Vân cười tiến lên, giơ một tay ôm lấy thân thể mềm mại nở nang của Lâm Thanh Đàn vào ngực, nhịn không được sợ hãi thán phục, thật là quá tuyệt diệu, bình thường lúc mua nội y chắc phải tìm thật lâu đúng không? Không ổn. Về sau dáng người của chị Thanh Đàn sẽ trở thành vướng víu, tựa như Sở Giao nói ấy, đoán chừng bên dưới sẽ bị kẹp lại. Mộc Bình. Thức ăn cho chó này thật sự là ăn không hiểu nổi. Hai người tách ra. Mộc Bình nói. Lục tiền bối yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt cô Lâm giúp anh. Làm phiền. Lục Vân khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Lâm Thanh Đàn. Chị hai, nếu chị chịu tủi nhục gì ở Đan Dương Tông thì chỉ cần kêu gọi em thông qua phù bình an, em lập tức chạy tới. Nghe thấy câu này, trên trán Mộc Bình lập tức ứa mồ hôi lạnh. Có sát thần là anh thì chúng tôi nào dám để cô Lâm chịu chút tủi nhục nào. Anh Lục, lúc này Cốc Thanh Sơn bỗng đi đến, thân thiết cười nói. Anh Lục, Lữ Khinh Nga của Vân Sơn Thư Viện thỉnh cầu gặp anh một lần. Không gặp, Lục Vân quả quyết từ chối.
hắn không có chút thiện cảm nào với người đàn bà kia, nhưng sau đó ánh mắt lại sáng lên, tiến đến bên tai Lâm Thanh Đàn nói một câu thì thầm, một giây sau chỉ thấy Lâm Thanh Đàn bỗng trợn to đôi mắt. Thật sao? Cô không thể tin được lại có người giống Vương Băng Ngưng như đúc. Lục Vân cười gật đầu nói, đảm bảo, cho nên nếu chỉ có cơ hội nhìn thấy cô ấy thì nhất định không được cảm thấy kinh ngạc, còn nữa, tạm thời đừng để họ biết sự tồn tại của chị Tư. Lâm Thanh Đàn trầm ngâm một chút rồi nói, chị hiểu ý em, yên tâm đi, miệng của chị rất kín. Nói xong, cô thể thốt vỗ nhẹ ngực, cái vỗ này quả thực là làm dậy lên từng đợt gợn sóng không ngừng nghỉ. Lục Vân mở rộng tầm mắt. Hắn vội vàng di chuyển thân thể, chặn tầm mắt Cốc Thanh Sơn lại để ăn một mình. Cốc Thanh Sơn lúng túng cười một tiếng rồi nói, anh Lục đừng như vậy, tôi là chính nhân quân tử, thứ không nên nhìn thì tôi sẽ không nhìn nhìn. Lúc đầu ông ta rời ánh mắt đi rất nhanh, kết quả Lục Vân chặn lại như thế lại như ông ta như rất hèn mọn. Ban đầu Lâm Thanh Đàn còn không biết họ đang nói gì, cúi đầu liếc nhìn mới nhận ra là dao động của mình quá lớn, gương mặt xinh đẹp của cô lập tức càng đỏ lên mấy phần. Xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn, dù sao cũng không phải trong nhà. Mộc Bình, tôi tuyệt đối không tự ti. Họ rời khỏi nhà đá, Lục Vân liên tục dặn dò Cốc Thanh Sơn nhất định phải chiếu cố tốt cho chị hai nhà mình, nếu dám để cô chịu chút tủi nhục nào thì hắn tuyệt đối không khoan dung. Cốc Thanh Sơn liên tục đáp ứng. Lục Vân thấy ông ta vẫn mang dáng vẻ muốn nói lại thôi kia thì nghi hoặc hỏi, có phải Cốc Tông Chủ còn gì muốn nói với tôi không? Cứ việc nói đi, tôi sẽ không chế giễu ông. Ha ha, Cốc Thanh Sơn thấy tâm tư của mình bị Lục Vân nhìn thấu thì gượng cười hai tiếng và nói, anh Lục, thật sự có một chuyện, là linh hỏa kia. Linh hỏa gì? Cốc Tông Chủ đừng nói lung tung, coi chừng tôi kiện ông phỉ báng đó. Cốc Thanh Sơn còn chưa nói xong lại đột nhiên bị Lục Vân lên tiếng cắt ngang, dáng vẻ vô tội như tôi tuyệt đối không có trộm linh hỏa của các người. Tu luyện giả có thể gọi là trộm sao? Đó gọi là cơ duyên. Huống chị linh hỏa đã sớm hòa hợp với ngón tay của Lục Vân, muốn trả lại cũng không được, cũng đâu thể kêu hắn chặt mất ngón tay mình đúng không? Không thể nào đúng không? Đâu có ai tàn nhẫn như vậy đúng không? Cốc Thanh Sơn. Trước đó khi Lục Vân giao thủ với ông Chính Nguyên rõ ràng đã phóng ra linh hỏa, gần như tất cả mọi người trong Đan Dương Tông đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn lại dám nói không có lấy. Ông từng thấy người mở mắt nói dối rồi, nhưng chưa từng gặp ai nói dối đến không hợp lẽ thường như thế. Coi như vừa rồi là đánh giám đi. Cốc Thanh Sơn cười làm lành nói, vâng vâng vâng, tôi tin tưởng nhân phẩm của anh Lục. Anh Lục tuyệt đối không phải loại người mặt dày vô sỉ ngang ngược vô lý ăn trộm rõ ràng rồi lại nhất quyết chối cãi nói không có, anh Lục nói không có lấy chính là không lấy. Lão già này giỏi lắm. Lục Vân thầm mắng một tiếng trong lòng, mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nói, nếu Cốc Tông Chủ cũng tin tưởng tôi thì tôi sẽ không giải thích thêm, cáo từ. Lục Vân rời đi Đan Dương Tông thật nhanh, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào, cho nên trên cơ bản không có mấy người biết hắn đã rời khỏi. Còn tưởng rằng hắn khiêm tốn trốn trong một góc nào đó. Mặc dù Lục Vân rời đi, nhưng trong một đoạn thời gian sau đó trên Côn Luân lại lưu truyền truyền thuyết về một người đầu trọc. Gần như tất cả tông môn đều biết Đan Dương Tông đột nhiên xuất hiện một thanh niên đầu trọc có thực lực cực kỳ khủng bố, cả ông Chính Nguyên Kim Đan Kỳ Trung Kỳ cũng chỉ có nước bị chỉ có bước bị treo lên đánh trước mặt hắn. Côn Luân lại chấn động lần nữa. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cũng không biết gần đây Đan Dương Tông ăn may cái gì mà đầu tiên là sinh ra một vị người kế thừa ý chí của Thanh Đế, sau đó lại xuất hiện một cường giả đầu trọc. Đan Dương Tông đang muốn quật khởi sao? Thế là lại có vô số tông môn nối liền không dứt đến cửa thăm hỏi, muốn gặp thanh niên đầu trọc trong truyền thuyết kia một lần, kết quả cũng không có kết quả rời đi như lần trước họ tới chào hỏi người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Đương nhiên đây là chuyện sau đó. Lúc này trong nơi tiếp đãi khách quý của Đan Dương Tông, Lữ Khinh Nga vừa hối hận vừa tức giận. Bà tận mắt chứng kiến Lục Vân nghiền ép ông Chính Nguyên, rung động trong lòng cực kỳ mãnh liệt. Một người thanh niên hơn 20 tuổi mà có thực lực đạt tới mức độ kinh khủng như thế, thật sự có 102 trên Côn Luân này. Đây chính là một thiên tài tuyệt đỉnh. Hơn nữa Lữ Khinh Nga còn biết được từ những lời bàn tán của các đệ tử Đan Dương Tông chung quanh, thì ra vị thanh niên đầu trọc này chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế mà bà muốn gặp. Các đệ tử Đan Dương Tông đoán được chuyện này dựa vào linh hỏa trên người Lục Vân. Xác suất chính xác đạt tới 8-9 phần.
Làm sao Lữ Khinh Nga có thể không hối hận? Bà hối hận đồng thời còn tức giận. Giận Cốc Thanh Sơn không sớm nói thân phận của Lục Vân cho mình biết. Nếu bà sớm biết thanh niên đầu chọc đánh mông con gái mình chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì Lữ Khinh Nga có thể dùng thái độ ác liệt kia đối đãi với Lục Vân hay sao? Bà chỉ nói đánh tốt lắm. Hận Lục Vân không thể đánh thêm mấy bàn tay, ngày ngày đánh, đêm đêm đánh, dù sao đánh xong nhớ chịu trách nhiệm là được. Đáng tiếc đã bỏ lỡ. Lữ Khinh Nga đành phải thỉnh cầu Cốc Thanh Sơn để mình gặp lại Lục Vân một lần, bà phải nhận lỗi trước mặt hắn, nhưng Cốc Thanh Sơn lại nói là hắn không muốn gặp bà. Lữ Khinh Nga lập tức tiếc hận không thôi. Trầm ngâm thật lâu, Lữ Khinh Nga không cam lòng nói với Mạc Thanh Uyển, Thanh Uyển, tạm thời con đừng về Vân Sơn Thư Viện, khoảng thời gian tiếp theo cứ ở lại Đan Dương Tông, học một ít thuật luyện đan cũng rất tốt. Tâm tình của Mạc Thanh Uyển phức tạp, nhưng cô chỉ trần chờ chốc lát rồi khẽ gật đầu. Đương nhiên cô hiểu ý mẹ mình, mặt ngoài nói là để cô ở lại nơi này học tập thuật luyện đan, kỳ thật là muốn cô tìm cơ hội đi tiếp xúc thêm với Lục Vân. Dù sao cô đã ghi nhớ đầu chọc kia, chỉ cần gặp lại lần nữa thì nhất định có thể nhận ra hắn. Kỳ thật Mạc Thanh Uyển cũng không có cảm giác gì nhiều với Lục Vân, lúc trước xin tha cho hắn chỉ vì áy náy mà thôi. Nhưng cô sùng bái cường giả. Phải nói là không có cô gái nào không sùng bái cường giả, mà còn là một cường giả tuổi trẻ đẹp trai. Nếu như có thể kết một đoạn duyên phận với Lục Vân thì Mạc Thanh Uyển cũng không cảm thấy bài xích gì. Tôn Hiểu Tuyết đứng bên cạnh nói, sư phụ, hay con cũng ở lại với Thanh Uyển được không? Cô biết rõ mình và em trai đầu chọc đẹp trai kia không có duyên, bởi vì cô không có dũng khí cạnh tranh với Mạc Thanh Uyển. Đàn ông bình thường sẽ ưu tiên suy xét Mạc Thanh Uyển dung mạo khí chất càng tốt. Mà nguyên nhân Tôn Hiểu Tuyết ở lại chỉ vì cô và Mạc Thanh Uyển có quan hệ tốt, nếu Mạc Thanh Uyển ở lại đây mà một mình cô trở lại Vân Sơn Thư Viện thì sẽ rất nhàm chán. Hơn nữa nếu Lục Vân chịu tiếp nhận mua một tặng một thì sao? Nếu được thì rất tuyệt đúng không? Tôn Hiểu Tuyết cũng không ngại cùng hầu hạ một người đàn ông với Mạc Thanh Uyển. Suy nghĩ của cô không bàn mà cùng thống nhất với Lữ Khinh Nga. Lữ Khinh Nga ngẫm nghĩ rồi nói, cũng tốt. Còn ở lại Đan Dương Tông thì Thanh Uyển cũng có người làm bạn. Tiếp đó Lữ Khinh Nga nhìn về phía Cốc Thanh Sơn mà hỏi, Cốc Tông Chủ, hai học sinh của tôi ngưỡng mộ Quý Tông đã lâu, muốn ở lại Quý Tông tham quan học tập một thời gian, hẳn Cốc Tông Chủ sẽ không để tâm chứ. Ha ha, Cốc Thanh Sơn thầm mắng thứ tâm cơ, chẳng qua mặt ngoài lại cười hì hì và nói, đó là vinh hạnh của Đan Dương Tông chúng tôi, về sau hai cô cứ ở lại Đan Dương Tông học tập đi, tôi sẽ cho người an bài chỗ dừng chân. Sao ông ta có thể không biết tâm tư của Lữ Khinh Nga? Nhưng hữu dụng sao? Lục Vân đã sớm thần không biết quỷ không hay rời khỏi Đan Dương Tông, rời đi Côn Luân, chạy ra bên ngoài tiêu dao vui sướng. Hắn vốn đến từ bên ngoài. Các người ở lại nơi này có thể gặp được hắn mới là lạ. Cốc Thanh Sơn cũng rất gian manh, kiên quyết không nói bí mật này cho mấy người Lữ Khinh Nga, để các cô ở đây chơi đùa lung tung. Lữ Khinh Nga còn không biết mình đã trúng kế mà nói, vậy làm phiền Cốc Tông Chủ hao tâm tổn trí, ngày khác tôi sẽ trở lại Quý Tông thăm hỏi. Lữ Khinh Nga lại kéo Mạc Thanh Uyển qua một bên dặn dò vài câu, sau đó liền một mình rời khỏi Đan Dương Tông. Mấy ngày trôi qua, chuyện về thanh niên đầu chọc đã trở thành chủ đề cuốn hút mấy ngày gần đây của Đan Dương Tông, trên cơ bản tất cả mọi người nói ba câu là không rời khỏi đầu chọc. Bởi vì họ thực sự quá rung động. Cảnh thanh niên đầu chọc đánh bại ông Chính Nguyên đã khắc sâu vào đầu các đệ tử Đan Dương Tông, làm mỗi lần họ hồi tưởng lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đó là sự kiêu ngạo của Đan Dương Tông họ. Đồng thời họ cũng nghi hoặc, bởi vì trước kia họ chưa từng biết Đan Dương Tông ẩn giấu một cao thủ như vậy, cũng không ai biết rốt cuộc cao thủ đó là đệ tử của vị trưởng lão nào. Rất nhanh có tin tức truyền ra, thanh niên đầu chọc đó là chân truyền duy nhất của Lưu Lão. Đám người bỗng tỉnh ngộ. Hóa ra là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, khó trách thực lực mạnh như vậy, khó trách thần bí như vậy. Thanh Uyển, chúng ta đã ở đây mấy ngày, ngày nào cũng đi ra tản bộ mà sao lại chẳng gặp được em trai bảnh trai kia lần nào vậy, cô nghĩ có phải cậu ta đang cố ý tránh né chúng ta không? Hai bóng hình yểu điệu thon dài nhàm chán đi dạo trên đường đi. Tôn Hiểu Tuyết nhịn không được phàn nàn một câu. Trên dung nhan xinh đẹp của Mạc Thanh Uyển hiện ra một tia đắng chát. Nhưng sau đó đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên vẻ quật cường, thời gian còn dài mà, chỉ cần cậu ta còn ở Đan Dương Tông thì nhất định sẽ gặp mặt.
Cô vốn không có cảm giác gì nhiều với Lục Vân, nhưng mấy ngày tản bộ vẫn không nhìn thấy hắn làm tính bướng bỉnh trong máu của Mạc Thanh Uyển cũng bị kích thích ra. Cô sẽ không nổi giận bỏ đi, nhất định sẽ tìm thấy tên đầu chọc kia lần nữa. Dù hai người không có kết quả thì cô cũng phải tìm ra hắn. Đây là lời thề Mạc Thanh Uyển tự lập cho mình. Tìm được rồi. Ngay khi Mạc Thanh Uyển siết chặt đôi tay trắng như phấn, âm thầm hạ quyết tâm thì Tôn Hiểu Tuyết bên cạnh bỗng hét lên một tiếng, phấn khởi chạy ra ngoài, ha ha, em trai đầu chọc, xem cậu còn trốn đi đâu. Chỉ thấy một cái đầu chọc bóng lưỡng từ từ hiện ra trước mặt hai cô gái. Một cái đầu trụi lùi xuất hiện trước mặt hai cô gái. Mạc Thanh Uyển vừa định nhắc nhở Tôn Hiểu Tuyết không được vô lễ. Trước đó do không biết thân phận và thực lực của Lục Vân nên cô gọi hắn là em trai đầu chọc thì cũng không có gì. Nhưng bây giờ thì khác. Đầu chọc đã không còn là đầu chọc trước kia, nên tôn trọng một chút, gọi hắn là đầu chọc tiền bối hoặc là Lục tiền bối. Lúc đầu Lục Vân đã trốn tránh không muốn gặp mặt các cô, Tôn Hiểu Tuyết còn càn quấy như vậy nữa sẽ càng dễ làm hắn bất mãn. Mạc Thanh Uyển muốn nhắc nhở đã không kịp rồi, Tôn Hiểu Tuyết hưng phấn vào tới rồi quát to một tiếng. Em trai đầu chọc, rốt cục cũng bắt được cậu rồi. Đầu chọc quay đầu rồi lộ ra một gương mặt lấm la lấm lét, méo miệng cười nói, mỹ nữ, cô đang gọi tôi sao? Ây, Tôn Hiểu Tuyết lập tức sững sờ. Nhận lầm người rồi. Đầu chọc đúng là đầu chọc, nhưng lại không phải đầu chọc các cô quen biết kia. Tôn Hiểu Tuyết lập tức xấu hổ, nhưng sau đó liền tức giận nói, học cái gì không tốt lại học người ta cạo chọc, anh có khí chất của người ta à? Anh có khuôn mặt đẹp trai bằng người ta sao? Không có cái gì cả thì đừng học người ta cạo chọc. Phi. Nhân lúc tên đầu chọc này còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Hiểu Tuyết đã chửi loạn cả lên, sau đó vội vàng xoay người chạy đến bên cạnh Mạc Thanh Uyển. Chỉ cần tôi chạy nhanh thì xấu hổ sẽ không đuổi kịp tôi. Đầu chọc không hiểu gì lại đột nhiên bị mắng một trận, anh ta đứng ngơ ra thật lâu rồi mới mắng lại một câu, bị điên rồi, tôi cạo chọc làm phiền gì đến cô chứ? Tôi đầu chọc tôi quang vinh. Đầu chọc buồn bực sờ đầu rồi hùng hùng hổ hổ rời đi. Tôn Hiểu Tuyết cực kỳ buồn bực, đi dạo nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới gặp được một người đầu chọc, kết quả lại không phải Lục Vân, thật là khó chịu. Mạc Thanh Uyển thở dài một hơi nói, Hiểu Tuyết, cũng may anh ta không phải Lục Vân, không thì cô lỗ mãng xông lên như vậy nhất định sẽ làm Lục Vân cảm thấy bị mạo phạm, đến lúc đó càng không chào đón chúng ta. Lỗi của tôi. Lần sau sẽ chú ý. Tôn Hiểu Tuyết thè chiếc lưỡi thơm ra. Hai người tiếp tục đi dạo, quỷ dị là trên đường lại gặp mấy người đầu chọc, nhưng đều không phải Lục Vân. Thật là gặp quỷ. Trương Sư Huynh, sao cả anh cũng. Hai người cứ đi mãi rồi gặp được đại đệ tử của Đan Dương Tông Trương Vận, ly kỳ là cả Trương Vận cũng cạo đầu. Hai cô gái trực tiếp mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị. Trương Vận sờ đầu nói, hóa ra là cô Mạc và cô Tôn, kỳ thật là như vậy, hiện tại tạo hình đầu chọc này đã trở thành xu hướng thời thượng mới của Đan Dương Tông, các người không cần cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại đông đảo Tông Môn Côn Luân đều biết Đan Dương Tông xuất hiện một thanh niên đầu chọc rất mạnh, không thể tùy tiện đi trêu chọc. Cho nên các nam đệ tử Đan Dương Tông học theo, nhao nhao bắt chước tạo hình đầu chọc, không vì cái gì khác, chỉ để về sau khi đi ra ngoài sẽ làm người khác kiêng kỵ thêm mấy phần. Đệ tử tông môn khác chỉ cần nhìn thấy đối phương là đầu chọc, lại hỏi một chút, hóa ra là đệ tử của Đan Dương Tông, sau đó không dám tùy tiện đắc tội, thậm chí còn chủ động chạy tới nịnh bợ. Vậy nở mặt nở mày biết chừng nào? Mạc Thanh Uyển và Tôn Hiểu Tuyết nghe xong thật câm nín. Lần này tìm kiếm đầu chọc Lục Vân càng khó hơn nữa. Có lẽ cả Lục Vân cũng không ngờ chỉ một hành động vô thức của mình đã khiến Đan Dương Tông nổi lên phong trào cạo đầu này. Cả tông chủ Cốc Thanh Sơn cũng lên tiếng tán dương hành vi cạo chọc, đồng thời còn nói chọc đầu quang vinh hiếm thấy, làm đám người kinh ngạc đến ngây người. Mà những người hói đầu trời sinh lập tức tìm về tự tin. Mọi chuyện đều là nhờ Lục Vân ban tặng. Tôi không ở Côn Luân, nhưng Côn Luân luôn có truyền thuyết đầu chọc của tôi. Lục Vân cũng không biết tình hình này, hắn đã về đến nhà, khi nhìn thấy tạo hình này của hắn thì mấy người chị mỹ nữ đều giật mình kêu lên. Vương Băng Ngưng còn suýt nghĩ hắn là một tên trộm đầu chọc vào nhà ăn cắp, dao phay đã vung đến bên cổ Lục Vân thì mới phát hiện là em trai của họ trở về. Lục Vân cũng không tiện giải thích lông mày và tóc của mình bị linh hỏa đốt rụi, muốn giải thích thì nhất định phải nói từ chuyện hắn bị Cốc Thanh Sơn giật dây tiến vào Đan Dương Tháp.
rất phí nước bọt. Cho nên Lục Vân oán giận nói, các chị không biết tông chủ Đan Dương Tông kia là lão già hói đầu tâm lý biến thái lại không có tố chất, nhất quyết cạo chọc đầu em mới bằng lòng để chị hai đi vào lĩnh ngộ tâm pháp. Em có thể làm sao đây, đương nhiên là chịu nhục, ai bảo em yêu các chị như vậy, chỉ cần tốt cho các chị thì rơi mấy cọng tóc đã đáng là gì. Làm sao các chị tin được lý do hiếm thấy như thế, nhưng họ cũng không hỏi rõ mà không chút lưu tình trắng trợn chế giễu Lục Vân một hồi. Vương Băng ngừng cười đau bụng, cởi giày lăn lộn trên ghế salon. Rất nhanh Diệp Khuynh Thành đã thu lại ý cười, cô sẽ không làm mất hình tượng như Vương Băng ngưng, dù chế giễu Lục Vân cũng phải duy trì dáng vẻ tao nhã. Ai bảo người ta là nữ thần cao ngạo chứ? Diệp Khuynh Thành thu lại nụ cười mà hỏi, tại sao Lâm Thanh Đàn không cùng về với em? Tâm pháp thanh đế rất khó lĩnh ngộ, tương đối tốn thời gian, cho nên chị hai bảo em trở về trước, chị ấy ở lại nơi đó rất an toàn. Mọi người không cần lo lắng. Lục Vân không kể lại chuyện Lâm Thanh Đàn bị cắt ngang hai lần, không thì phải giải thích thật lâu, nhất là Vương Băng Ngưng, cô nhất định sẽ gặn hỏi như nả súng máy. Cái người lăn lộn trên ghế salon kia, đừng cười, không biết cổ áo mình đã mở rộng ra sao, còn mặc viền ren màu đen, có phải mấy cô gái bề ngoài nhìn càng nghiêm chỉnh thì trong lòng càng. Nếu như Vương Băng Ngưng không há miệng nói bậy bạ thì nhất định là dạng hot girl trong trẻo. Cả khuôn mặt đầy collagen, đáng tiếc lại mọc ra cái miệng. Lục Vân thực sự chịu không được tiếng cười nhạo của cô nên không nhịn được phản kích một câu, nhưng rất nhanh đã ngậm miệng lại. Bởi vì hắn phát hiện gương mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đã lạnh xuống. Nếu hỏi nhìn từ bên ngoài ai trong tất cả các chị đứng đắn nhất thì đương nhiên là chị Khuynh Thành cao ngạo, vừa rồi Lục Vân muốn nói càng đứng đắn càng sổ sàng, cũng không phải là. Ha ha, em lỡ miệng, lỡ miệng. Lục Vân vội vàng cười làm lành, chạy đến sau lưng Diệp Khuynh Thành bóp vai cho cô, nhưng trong lòng lại hừ lạnh, em nói có sai đâu, chị là sổ sàng nhất đó, chỉ là làm ra vẻ nhất thôi. Đương nhiên hắn không dám nói ra lời này, nếu không đầu chó khó giữ được. Lục Vân xung xoe, vừa bóp vai vừa bóp chân, lúc này vẻ mặt Diệp Khuynh Thành mới hòa hoãn một chút, nhưng Vương Băng Ngưng vẫn đang cười. Lục Vân không nhịn được nữa, đi tới đánh một cái lên cái mông vểnh của cô, nói. Vương Băng Ngưng chị đừng có cười, chú ý một chút, em có chuyện rất nghiêm túc cần nói với chị. Hai, cái tay đánh người này càng lúc càng thuần thục rồi, đều do các chị chiều thành quen. Vương Băng Ngưng xoa xoa cái mông vỉnh, giận dỗi nói, em nói thì nói đi, đánh chị làm gì, hơn nữa còn réo cả tên người ta, đúng là quá đáng. Cô cau mũi. Lục Vân không có tâm trạng cãi nhau với cô, nghiêm túc nói, ở Côn Lôn. Em gặp được một cô gái có vẻ ngoài giống chị đến 9 phần, có thể nói là giống như đúc. Vớ vẩn, trên thế giới này ngoại trừ Vương Băng Ngưng chị thì làm gì còn đệ nhất mỹ nữ nào nữa. Vương Băng Ngưng cho rằng Lục Vân đang nói đùa, tự khen mình một câu. Lục Vân không nói gì, vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Băng Ngưng bò dậy khỏi ghế salon, ngồi thẳng người lên, hỏi dò, tiểu Lục Vân, em không đùa đấy chứ? Không đùa. Giọng nói của Lục Vân cực kỳ nghiêm chỉnh. Cuối cùng Vương Băng Ngưng cũng tin tưởng mấy phần, nói mau đi, có chuyện gì hả? Diệp Khuynh Thành cũng cảm thấy hứng thú, ánh mắt tò mò nhìn Lục Vân. Cô gái kia tên là Mạc Thanh Uyển, sinh ra ở một nơi gọi là Thư viện Vân Sơn ở trên núi Côn Lôn. Lục Vân kể lại chuyện mình đã trải qua một lượt. Sau khi nói xong, phòng khách lại rơi vào im lặng. Lục Vân nói cực kỳ cụ thể, có tên có họ, còn có cả lai lịch. Mà quan trọng là, tuy hắn thích trêu các chị, nhưng một khi gặp phải vấn đề gì, sẽ không bao giờ nói đùa. Đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi, phần lớn đều có tâm tư mẫn cảm hơn người bình thường, nhất là dính đến vấn đề lai lịch, chắc chắn sẽ không đem ra đùa giỡn. Các cô tin rằng Lục Vân sẽ biết chừng mực. Cho nên sau khi Lục Vân nói xong, trong phòng khách lập tức rơi vào im lặng. Cuối cùng là Lục Vân lên tiếng. Chị! Em chưa nói với bọn họ về sự tồn tại của chị, vì em muốn trưng cầu ý kiến của chị. Nếu như chị không muốn, em cũng không ép chị được. Vương Băng Ngưng vẫn im lặng không nói, suy nghĩ cực kỳ phức tạp. Cảm giác này giống hệt như trước kia khi Diệp Khuynh Thành biết mình là người nhà họ Diệp ở tỉnh Giang Nam, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Núi Côn Lôn, Thư viện Vân Sơn, thế giới của người tu luyện. Vương Băng Ngưng nằm mơ cũng không ngờ mình lại được sinh ra ở một nơi như thế. Vậy vì sao bọn họ lại vứt bỏ cô? Cô muốn biết đáp án, nhưng sợ khi biết rồi,
một ngày nào đó mình xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, cũng có nghĩa là cuộc sống hiện tại của mình sẽ bị phá vỡ. Hiện tại tâm trạng của Vương Băng Ngưng giống hệt Diệp Khuynh Thành khi trước. Diệp Khuynh Thành cũng từng như vậy, sau khi thân thế được công bố, vợ chồng Diệp Hướng Vinh muốn đưa cô về nhà họ Diệp, bắt cô rời xa Tiểu Lục Vân, sao Diệp Khuynh Thành có thể đồng ý được. May mắn là, cuối cùng Lục Vân đã dùng thực lực để khiến vợ chồng Diệp Hướng Vinh chấp nhận, để vợ chồng bọn họ biết hắn có năng lực bảo vệ Diệp Khuynh Thành. Sau đó vợ chồng Diệp Hướng Vinh cũng kiêu ngạo vì Lục Vân. Nhất là sau khi biết Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân, tin tức chấn động này khiến bọn họ hận không thể khắc mấy chữ lên mặt mình, Vân Thiên Thần Quân sắp là con rể tôi. Hiện giờ tình cảnh này lại xuất hiện với Vương Băng Ngưng. Hơn nữa, lai lịch của cô so với nhà họ Diệp ở Giang Nam còn kinh khủng hơn gấp vạn lần, đây là gia tộc tu tiên đấy. Nếu bọn họ biết được sự tồn tại của Vương Băng Ngưng, bọn họ còn chịu để cô ở lại bên cạnh Tiểu Lục Vân và các chị em ư? Vương Băng Ngưng rất bối rối. Dường như Lục Vân hiểu được suy nghĩ của cô, cười thoải mái nói, chị đừng lo lắng, nếu như bọn họ biết chị là chị của em, chắc chắn sẽ không dám ép buộc chị làm gì cả. Tình huống lần này không giống với Diệp Khuynh Thành lần trước. Lần đó là do vợ chồng Diệp Hướng Vinh không rõ về thực lực của Lục Vân, nghĩ hắn chỉ là một đứa lớn lên từ cô nhi viện, không xứng với Diệp Khuynh Thành, còn tự mình giới thiệu cho Diệp Khuynh Thành một Âu Dương Minh Hạo để làm quen. Cuối cùng không phải vẫn bị Lục Vân giải quyết sao? Lần này đơn giản hơn, người phụ nữ Lữ Khinh Nga kia, bây giờ chắc chắn đang hối hận vì không có quan hệ tốt với Lục Vân. Nếu để Lữ Khinh Nga biết một đứa con gái của mình có quan hệ chị em nuôi thân mật với Lục Vân, có lẽ bà không chỉ không ép Vương Băng Ngưng rời đi, mà còn cực kỳ muốn Vương Băng Ngưng ở lại. Tốt nhất là từ quan hệ chị em nuôi, bỏ chữ chị em đi, còn lại nuôi là được. Dù sao thì một người như Lữ Khinh Nga, cũng chỉ có mục đích là ké cơ duyên của Lục Vân, còn để Mạc Uyển Thanh ké hay Vương Băng Ngưng ké cũng đều được cả. Đây là lý do vì sao Lục Vân chẳng lo lắng chút nào, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Vương Băng Ngưng trước. Vương Băng Ngưng không trả lời, không phải cô không tin Lục Vân mà vì tâm trạng đang quá phức tạp. Sống bên ngoài hơn 20 năm, thậm chí sắp quên mất mình là cô nhi thì đột nhiên tìm được manh mối về thân phận của mình, dù là ai cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Diệp Khuynh Thành rất xúc động, ngồi xuống cầm lấy tay của Vương Băng Ngưng nói, em Tư, chị hiểu cảm giác của em bây giờ, nhưng em không cần lo lắng nhiều làm gì. Chúng ta là chị em, còn thân hơn cả chị em ruột, dù em có quyết định thế nào cũng không thay đổi được sự thật này. Hơn nữa Tiểu Lục Vân cũng nói rồi, nó có thể bảo đảm cho dù là người của Thư viện Vân Sơn thì nó cũng không ép em làm bất cứ chuyện gì, chúng ta nên tin tưởng Tiểu Lục Vân. Em nhìn chị một chút, trước kia cũng giống em. Không phải bây giờ vẫn vui vẻ ở chung với mọi người sao? Diệp Khuynh Thành an ủi Vương Băng Ngưng với tư cách người từng trải. Cô biết rõ, nếu không đến Thư viện Vân Sơn để nhận đáp án, thì Vương Băng Ngưng nhất định sẽ hối hận cả đời. Có một số việc, bắt buộc phải đối mặt, không thể tránh. Đối với cuộc sống bây giờ, Vương Băng Ngưng đang rất hài lòng, cô có 6 người chị em thân thiết, có Lục Vân luôn muốn bảo vệ cô, không để cô chịu chút uất ức nào. Vậy là đủ. Nhưng chị cả nói cũng đúng, nếu như không đi hỏi đáp án, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa Vương Băng Ngưng nhớ lại trước kia Diệp Khuynh Thành và Lâm Thanh Đàn kéo cô vào trong phòng, nói rằng Tiểu Lục Vân không phải vật trong ao, các cô sao có thể đuổi kịp bước chân Tiểu Lục Vân. Chẳng cần đuổi kịp, chỉ cần không làm vướng chân Tiểu Lục Vân là đủ rồi. Ngay cả chị hai Lâm Thanh Đàn cũng chạy tới Côn Lôn, bắt đầu lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế, còn có Thanh Đỉnh hỗ trợ. Bây giờ cô là người có khả năng đi theo Tiểu Lục Vân nhất. Vương Băng Ngưng nghĩ, nếu mình cứ an phận thế này thì ích kỷ quá, không thể để Lục Vân cứ luôn phải bảo vệ mình được, nên làm gì đó vì Tiểu Lục Vân, mà muốn như vậy thì cần có thực lực chống đỡ. Thư viện Vân Sơn có thể cung cấp điều này. Vương Băng Ngưng tự thuyết phục chính mình xong, cuối cùng nhìn Lục Vân đầy chân thành, Tiểu Lục Vân, em chắc chắn dù Thư viện Vân Sơn biết thân phận của chị, cũng sẽ không ép chị làm bất cứ điều gì chị không muốn đúng không? Lục Vân sờ cái đầu bóng loáng, cười nói, có thể sẽ không, lấy cái đầu bóng loáng này của em để đảm bảo, cho dù gặp phiền phức gì em cũng sẽ đứng lên đòi công bằng cho chị. Những lời thế này không phải đang nói đùa. Ngoại trừ thực lực của Lục Vân thì ngón tay cắn nuốt linh hỏa của hắn cũng có uy lực không hề nhỏ. Huống chi, trong lòng bàn tay của Lục Vân còn giấu hai kiếm ý kinh người, ai dám gây khó dễ cho chị của hắn?
hắn không ngại đến Côn Lôn chém kẻ đó thành hai khúc. Gì mà thánh địa cho người tu luyện, trở thành phế tích cũng không có gì phải tiếc. Lục Vân là kẻ bá đạo như thế. Tiểu Lục Vân, Vương Băng Ngưng cảm động vô cùng, vươn hai tay muốn ôm một cái, Lục Vân vừa bước lên trước, cô đã như con lười đu lên người hắn, mãi không chịu buông ra. Diệp Khuynh Thành nhìn theo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cô vừa khuyên bảo Vương Băng Ngưng, có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại không vui. Trước kia giữa các chị em, Diệp Khuynh Thành là người có uy vọng nhất, dù sao cô cũng là chị cả lạnh lùng gương mẫu, có em gái nào không nể mặt cô chứ. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Đàn vào Côn Lôn, Vương Băng Ngưng cũng chuẩn bị vào Thư viện Vân Sơn, đây đều là những cơ duyên to lớn, nói rõ các cô ấy ngày càng gần LTV hơn. Diệp Khuynh Thành không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng hơi tự ti, không ngờ một chị cả như cô lại chậm hơn các em. Chỉ là Diệp Khuynh Thành cũng không thể hiện ra ngoài. Khi Diệp Khuynh Thành đang thất thần nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mình có thêm một bàn tay to ấm áp, dịu dàng xoa đầu cô. Diệp Khuynh Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Vân. Chị Khuynh Thành, em biết trong số các chị em, chị hay ghen nhất. Bất kể ra sao em cũng vĩnh viễn không phụ lòng chị. Trên người Lục Vân còn có Vương Băng Ngưng, nhưng hắn lại không hề tốn sức khi đưa tay ra xoa đầu Diệp Khuynh Thành, ánh mắt cương chiều nói. Diệp Khuynh Thành muốn giả vờ lạnh lùng bác bỏ Lục Vân, ai hay ghen nhất chứ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lục Vân, cô như mềm nhũn ra. Cơ thể mềm mại hơi run lên, cuối cùng bất ngờ gật đầu, đáp lại một tiếng nhỏ như mũi kêu. Ừ, lần đầu tiên cô phát hiện thì ra tiểu Lục Vân đã biến thành một cậu trai trưởng thành rồi. Cảm giác này chưa từng xuất hiện, bao gồm trước kia biết Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân, Diệp Khuynh Thành cũng không cảm thấy thế này, chỉ yên lặng tự hào vì tiểu Lục Vân. Trong đáy lòng cô vẫn coi hắn như em trai, muốn che chở hắn. Tới bây giờ, bàn tay Lục Vân chạm vào đầu Diệp Khuynh Thành, cùng với vẻ mặt cương chiều của hắn, Diệp Khuynh Thành chợt phát hiện, thì ra tiểu Lục Vân đã lớn như vậy rồi. Đương nhiên điều này cũng do Lục Vân trước kia luôn tỏ vẻ không đứng đắn trước mặt Diệp Khuynh Thành, giống một thằng nhóc chưa trưởng thành. Cho dù có vài lần, Lục Vân đứng ra che trước mặt Diệp Khuynh Thành, không để cô bị kẻ nào bắt nạt, Diệp Khuynh Thành sẽ cảm thấy hắn đã trở thành người có thể dựa vào. Nhưng không lâu sau khi giải quyết đám người xấu xong, hắn lại cà lơ phất phơ tiếp. Diệp Khuynh Thành nghĩ chắc mình đã gặp ảo giác, thì ra tiểu Lục Vân còn chưa lớn. Nhưng hôm nay khác rồi. Lục Vân lại nghiêm túc lạ thường, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc nói ra những lời này, đã đụng thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng Diệp Khuynh Thành. Cho nên Diệp Khuynh Thành không phản bác, không phản kháng, không giả vờ lạnh lùng kiêu ngạo mà như một cô gái dịu dàng, để mặc cho người đàn ông mình yêu xoa đầu mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Xoa đầu là một cách cực kỳ có ảnh hưởng với các cô gái, dù có kiêu ngạo tới đâu thì cũng vậy. Đương nhiên tiền đề là người xoa đầu phải là người đàn ông cô ấy thích. Nếu không chắc chắn sẽ có thêm một cái còng trên tay. Nhìn Diệp Khuynh Thành thay đổi vẻ mặt, Lục Vân thầm thở dài. Đương nhiên khi nãy hắn đã thấy vẻ mất mát trong mắt Diệp Khuynh Thành, chỉ cả xa cách này từ trước tới nay đã vậy, tự cho rằng mình rất kiên cường nhưng lại không biết mọi suy nghĩ của cô đều bị viết lên mặt hết rồi. Lục Vân nhìn thấu. Tiểu Lục Vân. Hình ảnh ấm áp này không kéo dài được lâu, đột nhiên có một giọng nói đầy nghiêm trọng vang lên phá tan bầu không khí. Liễu Yên Nhi hấp tấp xông vào. Vừa nãy Lục Vân về nhà, Lục Yên Nhi cũng có mặt, còn đang chê cười bóng lưng hắn cùng với Vương Băng Ngưng, thế nhưng không biết cô ra ngoài từ bao giờ. Khi đó sự chú ý của Lục Vân đều dồn vào Vương Băng Ngưng, nên cũng không để ý lắm, cũng không thể để các chị gái muốn ra cửa còn phải có sự cho phép của mình đúng không? Lúc này hắn phát hiện vẻ mặt Liễu Yên Nhi có gì đó sai sai. Liễu Yên Nhi đột nhiên xông tới. Diệp Khuynh Thành lập tức không còn vẻ nhu thuận nữa, khôi phục lại hình tượng chị cả xa cách. Lục Vân hơi tiếc, mãi mới có thể khiến chị Khuynh Thành không rụt rè nữa, biến thành một cô gái ngoan ngoãn, nhưng vì Liễu Yên Nhi xông vào mà bầu không khí hài hòa này hoàn toàn bị phá vỡ. Lục Vân trừng mắt nhìn Liễu Yên Nhi một cái, nhưng thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng, bèn hỏi. Chị Yên Nhi, vừa nãy chị ra ngoài làm gì, sao lại nghiêm túc như thế, chẳng lẽ có ai chọc giận chị à? Lục Vân cảm thấy kỳ lạ, dù sao bây giờ Liễu Yên Nhi cũng là một người tu luyện rồi, dù mới luyện khí kỳ nhưng người bình thường làm gì có ai dám chọc cô nổi giận như thế. Có chuyện rồi. Liễu Yên Nhi cũng không giấu giếm, nói, tiểu Lục Vân, chị nói thật với em nhé,
mấy ngày nay em không ở nhà, cuối cùng chị cũng cảm thấy được có gì sai sai rồi. Chị ba đừng làm em sợ. Vương Băng Ngưng đang treo trên người Lục Vân, nghe thấy Liễu Yên Nhi nói vậy, lập tức ôm chặt hắn hơn, cái đầu nhỏ tựa lên vai hắn, lấm lét nhìn xung quanh, lo lắng cực kỳ. Liễu Yên Nhi nói tiếp, Vương Băng Ngưng em bớt giả vờ đi, muốn gần gũi với Tục Vân thì cứ nói thẳng, dù sao em cũng là một phóng viên ngoài chiến trường, có nhát gan như vậy sao? Cái gì mà miễn cưỡng coi như, người ta vốn tốt mà. Vương Băng Ngưng bất mãn lẩm bẩm một câu, sau đó còn nói thêm, trước đây người ta chỉ tiếp xúc với người, nhưng chị nói tới quỷ, em sợ không phải rất bình thường sao? Chị nói có quỷ bao giờ? Liễu Yên Nhi lườm. Chị nói sai sai không phải là đang nói có quỷ sao? Vương Băng Ngưng, em tự tưởng tượng ra còn dám nói xấu chị, không phải trong lòng em có quỷ đấy chứ? Có phải em định chiếm Tục Vân làm của riêng không? Nói mau. Lục Vân thấy hai người bọn họ chuẩn bị cãi nhau, nhức đầu nói, được rồi, chị Yên Nhi vừa bảo có gì sai sai là có ý gì? Ui, suýt nữa đã quên chuyện chính, đều do Vương Băng Ngưng cắt ngang. Nói bậy, em cắt lời lúc nào? Rõ ràng chị làm em sợ, em bảo sợ thì làm sao? Người ta sợ ma mà. Lục Vân. Bà đây lười so đo. Liễu Yên Nhi lườm Vương Băng Ngưng một cái, sau đó nhìn Lục Vân, nói, tiểu Lục Vân, chắc khoảng thời gian em không ở nhà, chị luôn cảm thấy như có người đang trông chừng bọn chị. Có người ở ngoài theo dõi mọi người. Thấy vẻ mặt Liễu Yên Nhi không giống như đang đùa, vẻ mặt Lục Vân lập tức u ám. Như vậy không được. Các chị đều là mỹ nữ sống trong căn biệt thự này, dù mình đã biến bọn họ thành người tu luyện, nhưng đụng phải kẻ cuồng theo dõi thì không phải chuyện gì tốt. Ví dụ như mấy món đồ lót đang được phơi ở trên ban công chẳng hạn, sao có thể để người đàn ông khác nhìn thấy chứ? Tuyệt đối không được. Liễu Yên Nhi tiếp tục nói. Chính là cảm giác này, mấy ngày hôm trước chỉ mơ hồ cảm thấy thôi, nhưng hôm nay hình như lại mạnh hơn cho nên chị mới ra ngoài kiểm tra một lượt. Kết quả sao rồi? Vương Băng Ngưng sốt ruột hỏi. Đương nhiên là không phát hiện ra rồi, nếu không bà đây đã cho kẻ cuồng rình trộm đó một trận. Cho nên chị chỉ đang dọa người khác thôi, Liễu Yên Nhi chỉ quá đáng. Vương Băng Ngưng em nói gì? Gọi chị là Liễu Yên Nhi đấy, làm sao? Liễu Yên Nhi, Liễu Yên Nhi. Được đấy Vương Băng Ngưng, Lâm Thanh Đàn không có ở nhà, em lại muốn cãi nhau với chị đúng không? Có tin bà đây lấy băng dính dán mồm em lại không? Tục Vân em xem, Liễu Yên Nhi dữ dằn quá, sau này không thể cưới một người vợ như chị ấy được. Vương Băng Ngưng buồn rầu nói. Liễu Yên Nhi nổi giật, quát to một tiếng, Vương Băng Ngưng, đừng tưởng em ôm tiểu Lục Vân thì chị sẽ bỏ qua cho em, có bản lĩnh xuống đấu một mình đi. Một mình thì một mình, em sợ chị chắc. Vương Băng Ngưng rời khỏi người Lục Vân, khí thế hừng hực lao tới chỗ Liễu Yên Nhi. Hai người đều là luyện khí kỳ, ai sợ ai chứ? Lục Vân không nói thêm gì, lười quản, hắn quay đầu nhìn Diệp Khuynh Thành đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, dáng người yểu điệu, đôi chân dài tinh tế vắt chéo lên nhau, duy trì tư thế tao nhã và xinh đẹp. Cô đã khôi phục trạng thái bình thường. Vì sao Lục Vân nhìn về phía cô, rất đơn giản, giữa các chị, Diệp Khuynh Thành có giác quan thứ 6 mạnh nhất. Nếu như mấy ngày nay có người lảng vảng bên ngoài khu biệt thự, Liễu Yên Nhi có thể phát hiện ra được, vậy chắc chắn Diệp Khuynh Thành cũng cảm nhận được. Diệp Khuynh Thành hiểu ý hắn, nhưng lại hờ hững lắc đầu. Lẽ nào Liễu Yên Nhi chỉ đang dọa người ta? Lục Vân nghi hoặc, quay đầu nhìn qua hai cô gái đang đánh nhau, bỗng dưng cảm thấy chẳng biết nói gì. Dù sao các cô cũng là người tu luyện, sao lúc đánh nhau lại như mấy đứa trẻ con thế? Họ giật tóc, sẽ xé quần áo, nếu không thì sẽ cắn người. Ôi, dù sao các chị cũng là mỹ nữ siêu cấp đấy, sao có thể thô lỗ như vậy được? Thật sự quá ảnh hưởng đến hình tượng. Lục Vân lại cực kỳ đau đầu, muốn khuyên can, nói chuyện với Liễu Yên Nhi một chút, bảo cô ấy đừng lạc đề nữa. Nhưng lúc này ánh mắt Lục Vân đột nhiên nghiêm túc lại. Cùng lúc đó, cơ thể Diệp Khuynh Thành cũng căng cứng lên, trên mặt cô ấy là vẻ lạnh lùng như băng. Hiển nhiên hai người đã nhận ra điều gì không đúng. Có hơi thở của một người tu luyện đang tới đây, thực lực không thấp. Liễu Yên Nhi không nói đùa. Đúng là có người canh chừng bọn họ, chỉ có điều người đó cách bọn họ rất xa nên Diệp Khuynh Thành cũng không phát hiện gì. Cuối cùng là Liễu Yên Nhi đã nhận ra. Lúc này, luồng hơi thở kia tới gần,
bất kể là Diệp Khuynh Thành hay Liễu Yên Nhi cũng như Vương Băng Ngưng đã trở thành người tu luyện đều cảm thấy nên hai người họ đều dừng tay, đưa mắt nhìn ra ngoài như gặp phải kẻ địch mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.